Hàng xây nhí mà. 2 bùa 12, 13. Ừ. 14 con. Xin xẻo. Thử thử vô cái lê mới được không chị em mình nhá. Thử thử chị em mình nè. Sọc đỏ hết rồi đúng không? Đỏ hết rồi đúng không? Chị em mình qua bên đây thử có ok không nhá. Rồi ok. Sọc đỏ hết rồi đó chị ơi mình ơi. Hết sọc đỏ nhá. Còn xây nhỏ thôi. Còn xây nhỏ thôi. Qua lại một lượt cái mã này coi cái này có tới xây máy này. Đến 15 kg thôi. Nha, lên mã LV này có đến 15 kg thôi chị em mình nhá. Các bên này thử có ok không? Thấy rồi, thấy Trần Uyên bên này rồi. Thấy chị Nguyễn Thu Lan rồi. Mã này đi 79k, sọc đỏ 22 hết rồi chị Hồng Văn Nguyễn ơi. Chị Minh đi Bùi Thái bên này rồi, mà lát quá à. Thử qua bên này thử có ok không chị em mình nhá. Thử có ok không nhá. Rồi nhá, cái này có 15 16 kg đổ về thôi. Thấy chị Hồng Phụng rồi, bên này thấy nè. Thấy chị Thu đổ nè, bên này như nhanh hơn nè. Rồi nha, lên luôn dụng mã này. Chốt lên luôn dùng mã này, mã LV kèm luôn dùng nguyên. Sọc đỏ hết, sọc đỏ không còn xây to đâu chị em mình ơi. Lên mã này mã LV nhá. LV vàng 17 không có, cái này 15 đổ về thôi. LV 15 đổ về, sọc 20 22 không có. Chị nào lấy mã này nguyên nhá. Quần lẻ em không chị ơi. Quần lẻ em không, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã LV kèm luôn dùng nguyên cái số ký 15 ký đổ về. Bộ này bao đẹp luôn chị em mình, 79.000. Chị nào lấy cái mã này lên mã LV giúp nguyên nhá. Thử bên này có ok không chị em mình ơi. Chứ nãy giờ mạng đi chậm quá. Chị Quỳnh Hương không thấy luôn, mạng chưa, nó bị dây á. Lâu lâu nó chặn nó lai like hàng bé mà nhìn nó tưng tưng ấy. Mạng này nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là mã LV cho em lên cái xe đại nó luôn, ít sang vô vậy. Cho em lên sang xe đại. Lên mã LV. LV nhá. Thấy chị Quỳnh Hương rồi chị ơi. Quỳnh Hương rồi. Hàng này sọc đỏ không có xe to đâu chị ơi. Cái này xe đại này. Thấy rồi, thấy anh Phương rồi nhá. Thấy anh Phương rồi. Mà không nghe đọc chứ luôn. Đang lên kia bên đi báo vô lại. Vừa mà. Để đem Nguyên phát lại mà. Phát lại mà. Cái này thứ có cái thôi nè. Xe xe 53 cái này Nguyên mang rộng luôn. 50 53 ký ok luôn. Hàng này gọi là hàng hiếm nha. 50 53 ký ok luôn. Cái này Nguyên đi luôn cho chị em mình, giá lên luôn cho chị em mình luôn nè. 165.000 nguyên bộ. Cái này nguyên bộ là 165.000. Nha, chị nào lấy cái này 53 kg. Cái hàng này bèo nhất, Nguyên nói giá bèo nhất người ta bán cho chị em mình 180 đến 200 nghìn xây đại nhá. Xây đại nha chị em mình ơi. Nè. Đấy, lên luôn dùng mã này. Mini Bùi Thái rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Xây 50 đến 53 kg, mạng trắng lắm luôn cái trường. Mà điều cái sọc độ 13 kg chú Cường, mày chú Cường gọi cho ta. Có rồi, rồi mà cứ comment đi, comment lại mệt lắm. Thấy mini Bùi rồi. Chị nào lấy cái này lên mã 165 luôn dùng nguyên nhá, xây to. 50 đến 53 kg là mang ok nha. Lên mã xám 50 53. Xám 50 53 luôn dùng nguyên này. Cái này 32 đổ về. Ôi thôi, Nguyên lên cái gì chốt cái đó, dặn Nguyên không nhớ đâu. Dặn Nguyên không nhớ đâu. Phải không? Giật mình vô. Mày chán mạng, dễ sợ hàng đẹp này mà cứ lật đi lật về mệt mệt luôn ý. Cái này xe 32 đổ về này chị em mình nè. 32 đổ về lên luôn chung mã này là mã 165 chị em mình để ý à. Hàng này ở ngoài thị trường người ta đang bán rẻ là 185.000. Chị kém kim lúc này. Rẻ là... nhất là 185.000 bộ này nha chị em mình, để ý hàng luôn dùng nguyên nha. Này hàng này là hàng hiếm á. Nguyên đây luôn chị em mình mã này 165 xe 32 cái đổ về thì chị em mình mang ok. Cái bé mang ok. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên luôn dùng mã này. Ba chị Hồng Phụng. Ba Hồng Phụng. Ba Hồng Phụng. Trời ơi, nó không ấy, nên mạng nó chẳng lắm luôn ấy. 32 chị Hồng Phụng nè. Rồi 35 này. 35 kg nè. Lên mã này 35 kg. Là về vàng 13 cho chị Nguyệt. Tiếp Trần, 13 cho Tiếp Trần. 52 hồi nãy giờ gì Trang Pha. 52 hồi nãy mới thả xuống gì Trang Pha. 253 Trang Pha 165.000. LV 13 kg gì Tiếp Trần. Thì Tiếp Trần. 35 kg nè. Cái nàng Nguyên mang vô tư luôn, chút mã 35 165 dùng Nguyên nhé. Đúng không chị em mình đi ra ngồi bèo nhất cái là người ta bán chị em mình 185.000. Cái này 35 kg, cái này Nguyên lên chị em mình chốt đi chứ giờ chị em mình lên trước Nguyên không nhớ được. Nên là Nguyên đọc cái số ký nào, chị nào ok cái số ký nào chốt số ký đó dùng Nguyên nhé. Cái này xe 35. Xám xe 35, cái này toàn xe đại thôi. 35 kg đổ về thì chị em mình chốt ok na, chắc quá đẹp nha chị em mình ơi. Nha 35 kg đang có một bộ, chị nào lấy 35 lên 35. Thấy rồi nha chị Nguyễn Lý ơi.
lên mã 35 ký dùng nguyên LV vàng 13, hồi nãy gì Khánh Chi 13 cho Khánh Chi 35 nhé, chị nào lấy 35 lên 35 luôn dùng nguyên. Chút mã này là 35 ký dùng nguyên nhé, 35 ký này, đang 35 ký này, cái này 40 ký này, 40 cho Hà Thí này, cái này 40 cho Hà Thí này, cái này 40 cho Hà Thí này, 40 cho Hà Thí, hàng size to này rất là ít, 37 ký nè, lên mã 37 ký luôn dùng nguyên nhé. Đại hồng đậm này chị Yến Ngọc, cho chị bóc luôn cho chị đi, đại hồng đậm cho chị Yến Ngọc, Yến Ngọc rồi nhá. Chị nào lấy cái này lên mã 37 ký luôn dùng nguyên, 37 ký, chị nào lấy 37 lên 37, 35 chốt cho chị Phong Thanh Huyền, 35 cho Phong Thanh, 37 luôn dùng nguyên. Ờ, mạng chán lắm, không ăn à, hồi nãy là tới 15 ký thôi nha. Cái này em đi luôn chị em mình, mã 165 nó xịn sò nha chị em mình, 165.000 chị em mình nhìn. Con này 37 ký đổ về là chốt đẹp, lên mã 37, không phải xanh nữa đâu. Rồi nha, chị nào lấy cái này 40 hết, cái này 37 ký thôi, chị nào lấy 37 lên 37 dùng nguyên nhé. 37 chị em mình nhìn bên này có ok hơn chưa, 37 ký nhé, cái like phát lại 37 ký này, chị nào lấy 37 lên 37 ký luôn dùng nguyên, 37 cái này 47 ký này, 37 cho anh Phương, 37 cho anh Phương, cái này 45 47 ký là mang ok, đến 47 ký nhé. Ôi trời ơi, nguyên mang còn rộng, cái này nguyên mang còn rộng nha, lên mã 47, chốt mã 47 ok rồi đúng không, chưa nên bắt chán thấy phải vợ. Cái này đến 47 ký, về phát lại lần nữa, chốt lên mã 47 ký luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy mã 47 ký lên luôn dùng nguyên, 47 cho Kiều Trần. À, cái phát lại nó ok hơn đúng không? Ta sẽ vô sẽ cắm cái sạc bên đây dùng sạc cái 47 này. 47 này. 47 rồi này. Ok này. Trời ơi, vàng. Cái này thì nguyên đi luôn cho em mình là 130, à quên 129.000. Cặp này đi cho em mình 129.000. 655 chút chưa ta? 53 hồi nãy đến 53 thôi. 53 này rồi mà. Hàng xây đại nữa là riêng chị nghe. Rồi cái nàng đi luôn chị em mình, nốt luôn chị em mình mã này. Mã này chị em mình nhanh này, có ít nè. Mã này xây em 129.000. Con này 129.000 nè. Cái này 20 23 kg nè. Xíu nữa còn màu khác nữa chị em mình. Này. Tin chưa? Ai nhanh có nhá. Ai nhanh có, nhầm cái này đi 135 lộ. 129 là cái mã hôm bữa rồi. Cái này 135.000. Này. Nó có quá ít nhá. Chị nào lấy mã này là mã vàng, kèm luôn dùng nguyên cái size. Nguyên có 20 23 này. Vàng nha, vàng lên vàng luôn dùng nguyên kèm size đi chị em mình ơi. Cái này tới size tầm size mấy? 37 ký thôi. Cái này 37 từ tầm 20 đến 37 ký có size. 832 còn Huyền. 632 còn, 6 hết rồi. 135.000, 23 cho chị Kem King, 23 cho Kem King, 23 cho Kem King này. 135. Cái này hồi nãy là 165. Ok. 165. Rồi cái này 26 kg này. 37 này cho chị Nguyễn Loan. 37 Nguyễn Loan. Nguyễn Loan. 35 cho Võ Thắm này. 35 cho Võ Thắm này. 47 không, cái này vàng không có size to. Nguyên còn 32. 24 đi cho chị Song Tử này. 24 cho Song Tử này. 24 cho Song Tử này. À cái này cho chị Phong Thanh này. Rồi còn 32 đổ về. Còn 32 đổ về thôi. Còn 32 đổ về nha, mã này là mã 135. Mã 135, 32 chị Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. Phan Huyền Trang. Ok Phan Huyền Trang. Rồi nhá. Cái này hàng đại đó à? Hàng cái này hàng 165. Mã này mã 165. Lên mã mũ xanh size 32. 165 nhé. Mũ xanh size 32, mã này mã 165 dùng nguyên dẻo mà nó. Nha, chị nào lấy mã mũ xanh size 35. Chị nào lấy mũ xanh size 35 lên luôn dùng nguyên. Em chán cái mạng gì lắm. Lên mã mũ xanh size 35 giúp nguyên nhá. Chị nào lấy mũ xanh size 35. 32, 32, 32. Mũ xanh size 32. Chị nào lấy mũ xanh size 32 165.000. Mũ xanh size 32 luôn. Cái này toàn 32, từ 29 đến 32 có 4 bộ này. Chị nào lấy mũ xanh size 32 lên mũ xanh size 32. Thì khách nhà Nguyễn hỏi đồ bán nhiều quá chứ không ai, đồ bán mệt luôn. Mệt luôn ấy. Nó loạn chọn số ký.
Nha, chị nào lấy cái này 32 đổ về. Không có 40 kg chứ gì ạ, cái này không có 40 kg. Cái này có 32 kg đổ về. Từ 29 đến 32 nha. Chị Khánh Chi có rồi, em đọc tên rồi đừng comment lại nhá. Đọc nãy rồi. Cái này đến 32 kg thôi. 4 bộ size 32 có 4 bộ thôi chị. Mã này có 4 bộ size 32. Không có 37. À đây đây, cái này có size to mà. Có đến 40 kg kìa. Tới 53 kg. Rồi ok, chốt mã mũ xanh đi Huyền. Mũ xanh này 37 cho chị anh Phương. 37 cho anh Phương. 37 cho anh Phương. 40 cho Hà Phạm 4. 40 Hà Phạm 4. Hà Phạm 4. Cái này Ngọc Anh Trương. Ngọc Anh Trương. Hết đi từ từ chờ em xếp. Ngọc Anh Trương. Mã này mã 165 nha. Mã 165 nhé. Cái này có size đến 53. 40 cho Hà Phạm có rồi. Từ 29 đến 53. 42 cho chị Tuyết Trần. 42 cho Tuyết Trần. 47 cho Ngân Pha. 47 cho Ngân Pha. 40 cho Tội Nghiệp Hà. 42 cho Khang Trang. 42 cho Khang Trang. 42 Khang Trang. Thế bố thấy 35 cho Võ Thắm. 47 có không? 55 không có đó chị Hương Trần ơi. Không có nha. Chị phân sai rồi mà. Bảy dài. Từ từ. Bên này nó không nhảy, nó không nhảy được. Bảy cho chị Nguyễn Thị Nhung. Mạng 18. 40 còn không chị? 45 còn không? 45 cho chị Nguyễn Lý. 40 có không? Mấy đầu tàu là 44, 47, 50, 53. 44, 47, 50, 53, 32. 50 cho chị Thu Hiền, Thu Hiền G. Thu Hiền G. 40 hết à? Xây nhí có, em lên xây nhí giờ luôn. Vàng 28, bây giờ bên này mới vàng 28. Ê, mạng bên này trắng. Mạng bên này trắng á. Mạng bên này rồi, còn vàng 28 là gì? 44 cho chị Linh Khánh. 44 cho Linh Khánh. Rồi còn 32. Còn 32. Đây nè, 32 đây chị ơi. 32 đã. 32 đây nè. 165 nha chị em mình. 32 kg đổ về. Nha chị nào lấy 32 kg lên 32 kg giá 165.000. 165 32. Ừ, bên này còn vàng 32. 44 còn không? Không. Chị em mình coi cái like mà đang 50 view rồi nè. Aura vô cái like mới dùng nguyên giờ đang còn chậm lắm. Nha. 45 kìa chị, 45 còn không? Hết, 45 vẫn bộ hết. 40 cũng hết à? 40 cũng hết luôn rồi. Rồi ok, qua cái bộ này đi. Mình còn 32 đổ về thôi. Hạn chi chi á, đưa này cho là em bạn mất chân. 10x. Rồi cho em lên mã này. Mã này là mã 129 kèm size. Đến 37. Đến 37, cái này ai nhanh có nhé. Mã này lên mã 135 kèm size. 32 cho chị tí líp kìa. 32 này tí líp nè. Mạng không xem được à. Em cũng buồn ý lắm rồi. Xanh tí líp có rồi chị ơi. 45 hết rồi còn 32 thôi. Chị ơi em nói nè, những chị nào đang xem like cái like mà 50 view này, nhảy qua bên cái like mới dùng nguyên nhá. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên mã này, mã xanh. Từ 20. Từ 20 nhá. Đến 37 kg. Nha, lên mã này, lên mã 135 xanh. Nha, 135 xanh. Đó, mặn mới ok đúng không? 135 xanh. Chị nào lấy 135 xanh lên 135 xanh luôn dùng nguyên nhé. 135 xanh kèm luôn dùng nguyên số ký. Xanh 30 này cho chị Liên Nguyễn Hình Bé này. Liên Nguyễn Hình Bé đi chị. Liên Nguyễn Hình Bé. 30 này nè. Cái mã ni, đang like cái ni mà. Liên Nguyễn Hình Bé. 25 cho chị Tội Nghiệp Hà. Con trao xanh ấy, Tội Nghiệp Hà. 37 cho chị Anh Phương. 37 cho Anh Phương. 37 cho Anh Trần. 37 cho Anh Trần. 25 cho Kem Kinh. 25 cho Kem Kinh. 25 cho Thị Hương Hồ. Hết 25 rồi nhá, Thị Hương Hồ nhá. 37 còn không? Trần Xuân Liễu. 26 không có đúng không? 30 cho chị Bùi Mỹ Liên. 26 cho chị Linh Khánh. 25 nguyên hết thì 26 lấy 25 lấy 26 cũng được. À 26 nhích lên nè, rộng đúng không? 30 cho Bùi Mỹ Liên chưa? 30 Bùi Mỹ Liên.
37 cho Dung, Ngô Thị Mỹ. Hết 37 rồi nhá. Hết 37 rồi chị em mình ơi, cái này à 26 hết rồi. 26 cho bộ. Cho chị Phong Thanh. Phong Thanh. 32 còn không? Không. Có 32 cho bộ. Cho Vivi Nguyễn. Trên tay em cầm người máy. Vivi Nguyễn. 32 cho Vivi Nguyễn còn sao không? Còn cho lên máy sai. Còn 32 với 30 thôi. Còn 32 với 30, Vivi Nguyễn 32 có rồi đúng không? Phong Thanh có rồi, Dung Ngô Thị Mỹ có rồi nhá. Thun nam màu xám, nút cổ dài tay một ấm năm. Chưa chắc, chưa chốt. 35 còn không chị? 35 hết. 35 hết rồi? À? Ừ. Ok, còn hai bộ màu xám. Nguyên nói này, chị nào bên cái line này, ao ra đi vô bên line mới của Nguyên rồi chốt nhá. Qua bên line mới chốt nha chị em mà nói. Rồi ok, qua mã nha. Qua mã nha. Đây cho em lên nốt luôn hai bộ nữa, còn lại là màu gì, size gì? 28 còn không? 28. Đang, chị đang cầm 28 còn. Cho chị Bích Liên. Bích Liên cho em lên luôn đi. Còn mấy bộ để chị đang cầm nó sai gì ghi lên luôn cho em đi. Số 20-22 nè. 20-22 còn 2 bộ. Cái này 25kg. 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 Chị nào lấy 25kg lên 25kg luôn dùng nguyên nè. Chốt mã 25kg luôn dùng nguyên nhé. 25 xanh còn 2 bộ, chị nào lấy 25 xanh lên 25 xanh luôn dùng đi. 25 xanh nhá. Nguyên tạm là nguyên tắt cái live bên này nha. Chị em mình mà thấy tắt rồi chị em mình nhảy qua live mới nhá. 25 cho anh Phương. Anh Phương là anh Phương khác rồi ta. Qua live mới nha chị em mình ơi. Anh Phương nghe anh Phương khác à? Hình như anh Phương khác. Anh Phương khác lên thông tin cho Nguyên đi. Anh Phương không giấu. Anh Phương khác lên thông tin cho em nha. Còn đấy chị ơi, còn đấy. 25 còn cái gì Thị Hương Hồ không? Cái này 25 này. 25 Thị Hương Hồ. Rồi cái này đến 28kg. Còn 28kg. Chị em mình chuyển hết qua line này đi chị em mình ơi. Cái này còn ta đến 28kg này. Chị nào lấy cái này lên mã 28kg luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên mã này 28kg này. 28kg, quân tắt hẳn cái line cũ rồi đó. Nên là chị em mình chuyển hết qua cái line mới này nhé. Cái này 28kg. Không chị ơi, chị em bóc thông tin em không chút nữa nhé. Lên hẳn thông tin trên live cho em. Khách mới, khách cũ gì có thông tin trên live em chốt, không có thông tin không chốt nhá. Cái này còn đến 25-28 bỏ chị Anh Phương ra đi. Không Nguyên bóc nha, lên thông tin trên live nha chị ơi. Không có thông tin trên live Nguyên bỏ qua. 28 thôi chị ơi, chị nào lấy xanh 28 lên xanh 28 luôn dùng Nguyên. Để Nguyên chia sẻ vô lại cái live này nha. 28. Qua lại like mới với chị em mình nhé. Rồi tiếp nè. Tiếp nè. Mũ xanh size 32 làm gì còn. Xanh 28 chị Bích Liên. Xanh 28 chị Bích Liên. Cái này có size tới mấy ký Huyền? 15 thôi. Cái này có size đến 15 ký. Từ 8 đến 15 ký. Báo lại sao chị. Cái này em còn size từ 18. Ơi lộn. Từ 8 đến 15 kg nha. Lên mã sọc xanh cưng chưa? Mã đang đi trẻ mình 79k này. Nhớ lại nhớ luôn dùng nguyên cái này là từ 8 đến ha, quên đến 15 kg thôi. Cái này không có xây bự nha chị em mình thôi. Lưu ý luôn dùng cái này là hàng xây nhí. Cái này hàng xây nhí. Lên mã này là mã sọc xanh kèm luôn dùng nguyên số ký với giá là 3 quên lộn. 79.000 em. Toàn bộ là cốt tông tàu chéo hết. Chị Bích Liên có rồi chị ơi. Chị Bích Liên có rồi nhá. Chị nào lấy cái này. Cái này lên chung mã này là mã sọc xanh từ 8 đến 15 kg. 15 thì sao không có 20 đâu chị ơi. Cái này 8 thì chốt được nè chị ơi. Từ 8 nha chị nào lấy sọc xanh lên sọc xanh luôn dùng kèm số ký 14 cho Trần Uyên. 14 cho Trần Uyên. 12 cho Diệu Thanh. 12 cho Diệu Thanh. 12 cho Diệu Thanh. 15 cho hết sushi này khách cũ hay mới ta? Chị đi tao. Chị đi. Mới bình cái đèn. Người soạn sai. Cái đèn. Từ từ bỏ qua. Từ từ cái này size to hết chị em mình ơi. Mới bình cái đèn 22. Có cổ mấy người. Xanh nó 32 có không? Thế xanh nó toàn size to đúng không? 14 cái đèn 22 thôi.
Xanh nè, từ 14 đến 22 kg, có size to không, có size nhỏ gì em mà nói. Xanh, riêng cái mã sọc xanh này like lại nè. Từ 14 đến 22 không có size nhí nhá, cái này riêng. Từ 14 đến 22 kg cái này đi to hơn rồi nhá. Được chưa? 15 cho chị Ca Quỳnh. 18 đổ lên là 85 nhá. 15 chị Ca Quỳnh. Chị Ca Quỳnh này chốt đơn, bữa này chốt đơn rất là cực nhá. Cứ chốt cái để miết, để tới để lui mà lúc nào nha, điện cũng là gặp con hết. Làm sao mà chốt đơn. Chị nào mà cảm thấy khó hay là không, em không chốt đơn nữa nhá. Lên mã sọc xanh này. Sốt trên 18kg nguyên đây luôn chạy mình 85.000. Còn dưới 18kg đây luôn chạy mình 79.000. Chị nào lấy sọc xanh luôn dùng nguyên nhá. 22 này, 20 cho chị Na Huỳnh. 20 cho Na Huỳnh. 22 cho Lý Nguyễn. Khang Trang là 16. Khang Trang 16. Khang Trang 16 là 69 nhá. 18 cho An Nhiên. 18 cho An Nhiên. 20 còn không? 20 cho Quỳnh Hương. Hết 20 nhá. 28 không có. 25 không có. 25 còn không? 22 đúng không? 22 thôi đúng không? Còn 22, 18, 14. 15 cho Tâm An được nè. 18 An Nhiên có rồi đúng không? Rồi ok, chị nào lấy sọc xanh lên sọc xanh luôn dùng nguyên nhá. Comment mã sọc xanh luôn dùng nguyên kèm cái size. 18 còn. 12 không có rồi. 12 không có, còn 18 không có cặp nhá, chị em mình mà chút cặp là chịu luôn ấy. Còn. Rồi ok, chị nào lấy mã sọc xanh lên sọc xanh luôn dùng nguyên nhé. Lên mã sọc xanh luôn dùng nguyên. Xay trên 18kg thì nguyên đi luôn chị em mình. Mã này là mã gì ta? Mã này là mã 1, mình đang bán 129 đúng không? 129. 129. Xay đến 35 nhá. Con này đến 35. Lên mã 129 luôn dùng nguyên. Xay đến 35, cái mã này sót lại. Lên mã 129, size này đến 35kg nha. Chị nào lấy mã này lên mã 1. Sọc xanh 20 còn không? Sọc xanh 20 còn không ấy? Không. 13 có không? 13 thì chắc được. 13 cho 13. Chị Hà Trần Xanh. Hà Trần Xanh. Rồi nha, lên mã 35kg dùng nguyên. Chị nào lấy 35kg, chút 35kg luôn dùng nguyên này. Nguyên đi luôn cho em mình, mã này là mã 129. Chị nào bộ này đẹp lắm. Bộ này đẹp lắm, bộ này hôm bữa bao nhiêu chị thiếu hàng này. Bao nhiêu chị thiếu hàng cái mã này. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này nhé. 35 chị ơi, cái này có bộ duy nhất thôi. Cái này một bộ duy nhất. Chị nào lấy 35kg. Sọc xanh có 28. Chị nào lấy bộ 35 lên bộ 35 luôn dùng nguyên nhé. Cho chị Nam Hòa. Nam Hòa. Nam Hòa. Rồi nhá, lên mã mũ xanh. Mũ xanh. Mũ xanh này. Bộ này đi nốt luôn, còn bộ đi chị em mình 129k luôn. Size 225. Size này từ 22 đến 25kg. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng cái này từ 22 đến 25kg là mau ok nè. Chốt mã này 129, 2225, hello Trăng Thị nhá. Nha, chị nào lấy cái này lên từ 22 đến 25 lên mã mũ. Comment mã mũ từ 22 đến 25 là chị em mình chốt ok. Lên mã mũ luôn dùng nguyên nhá, 22, 25 chốt đẹp. Nguyên đây luôn chị em mình là giá 129.000. Chị nào lấy mã mũ xanh cái này ghi 22, 25 dùng nguyên. 22, 25 dùng nguyên nhá. Chị nào lấy mũ 22, 25 lên mũ 22, 25 luôn dùng nguyên. Được chưa? Cái này cũng 25. Mỗi hai cho chị kem kinh. Kem kinh. Cái này từ 25 đến 28kg. 25 đến 28. Mã này đi 135. 135. Cái này từ 25, 28 này lên mã 135 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 25, 28. Nguyên đọc cái giá tiền hết đi. Cái nào cũng đọc giá tiền hết. Cái này từ 25, 28, 135.000. Nha, 25, 28. 135 cho chị Hùng Phụng. 135 cho Hùng Phụng. 135 cho Hùng Phụng. Má này hồi nãy xe 135 đúng không? Ừ. 135 luôn dùng nguyên, cái này có các size gì chị? Cho hết lên đây chị, mã nó có ít cho hết lên đây chị. Lên mã này là mã trâu xanh dùng nguyên nhé. Like cái máy này chắc xíu là nó hết pin. Xíu là nó tắt pin thôi, nó tắt nguồn thôi. Sạc rồi à? Sạc nhưng mà cái này tục pin nhanh lắm. Mã
này đây luôn, chị em mình mã 135 nhé. Chốt mã 135 luôn, dùng nguyên kèm luôn, dùng nguyên cái số ký này. 2528 này. 2528 này. 25 này, 25 này. 32 ký này. 30 ký, cái này 32 ký to nhất cho chị em mình nhé. Cái này toàn bộ là 32 ký to nhất nha. Đây luôn dùng này xinh lắm chị em mình. 135.000 nha, chị nào lấy cái này lên mã trâu xanh kèm luôn dùng cái số ký, cái này toàn bộ size này là size trung trung ấy, đến 32 ký nha. Chị nào lấy mã trâu xanh kèm luôn dùng cái số ký luôn dùng nguyên. Trâu xanh kèm số ký. Nha, lên mã đúng mã luôn dùng nguyên nhá. 28 chị Thanh Huyền. 28 cho Thanh Huyền. 28 cho Thanh Huyền đấy. 28 cho Thanh Huyền 135.000 nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã trâu xanh kèm luôn dùng cái số ký. 25 cho Nguyễn Lý này. 25 Nguyễn Lý này. 32 cho Hùng Phụng này. 32 cho Hùng Phụng này. 32 Hùng Phụng. 30 cho chị Thanh Văn này. 30 Thanh Văn này. 28 hết nhá, 28 hết. 25 Lê Phượng gần nhà này. Lê Phượng gần nhà này. Còn cái này 25 đổ về. Còn 25 đổ về. Chị nào lấy 25 đổ về lên 25 đổ về dùng nguyên nhé. 25 đổ về nha. Ai lấy 25 đổ về lên 25 đổ về dùng nguyên. Cái này là 25 ký đổ về thôi. Chị nào lấy 25 lên 25, 28 nguyên hết rồi. Lên mã 25 135.000. 25 nhé, còn một bộ cuối cùng. Còn bộ cuối cùng tầm 25. 25 26 là được. Bỏ Tú Trinh. Bỏ Tú Trinh. Bỏ Tú Trinh. Rồi sang vậy em sẽ nhí cái này sai tới xe máy. Sai đến 15, từ 8 đến 15 kg. 8 đến 15 kg nó có ít nên là vậy mình thấy không, cả nguyên cả tuần không lai đồ bé, mà lai đồ bé nó mệt lắm. Bộ gái sai đại là bộ sai lúc nãy đó chị. Lên mã này mã LV dùng nguyên nhá. Chốt mã LV luôn dùng nguyên. LV từ 8 đến 12 kg là có sai. 8 đến 15 kg nhầm. Lên mã LV hồng từ 8 đến 15 kg. Nguyên đây luôn chị em mình, mã này là 79.000. Nha chị nào lấy LV hồng, rau xanh nguyên hết. Áo nguyên đang mang có LV14 cho Thu Ly Nguyễn. 14 cho Thu Ly Nguyễn. Rồi nha, lên mã LV kèm luôn dùng cái size 14 cho Thu Ly Nguyễn. Còn chị ơi em lên đang sang vậy em mình đừng có hỏi làm quýu luôn ấy. Hàng này nó lẻ tẻ sai à. Rồi nha, lên trong mã LV kèm size luôn dùng nguyên. Từ 18 ông quên lộn từ 8 đến 15 kg là có size cái mã này. 15 còn không Nguyễn? Cho chị Phương Huỳnh. Phương Huỳnh. Phương Huỳnh. 35 lấy cái mã size đại lúc nãy 135.000 đi. Mã này đi luôn chị em mình 79.000 nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã LV hồng 79k luôn dùng nguyên nhá. LV hồng 79, chị nào lấy LV hồng. 13 cho chị Tiếp Trần. 13 cho Tiếp Trần. 13 Tiếp Trần. 8 cho chị Nguyễn Lý. 8 Nguyễn Lý. 37 nha. Cái này đến 37, từ 20 đến 37 ký có sai. Mã này lên chung mã này là mã trâu vàng hoặc là mã vàng kèm luôn dùng nguyên số ký. Từ 20. Từ 20 nhá, đến 37 ký là có sai. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Phải không? Số nhỏ nhất cái này 20 không chị? Hồi nãy nhỏ nhất là 20. Cái này 20 đến 37 ký, đi luôn chị em mình mã này luôn. 135.000. 135.000. Nè, lên luôn cho mã này là mã trao vàng kèm luôn dùng nguyên toàn bộ là da cá tàu nha, có tông tàu, da cá tàu chéo hết. Nguyên đây luôn chị em mình, bộ này giá 135.000. Chị nào lấy cái này lên mã vàng. Vàng 2830 cho chị Liên Nguyễn Hình Bé. 2830 cho Liên Nguyễn Hình Bé. Bé trai chị ơi. 37 cho chị Kim Dung. Cái này 37 nè Nguyễn. 37 cho Kim Dung. 37 cho Kim Dung, còn 37 không? Còn 37 không? 28 còn không? Phương Phan. 28 Phương Phan. 28 Phương Phan rồi chưa? 37 hết rồi không? 37 hết rồi chị ơi. 37 hết nhá. 27 còn không? 27 cho chị Hương Nguyễn. Hương Nguyễn này ghi Hương Nguyễn đỏ đi. Lên thông tin cho em đi chị Hương Nguyễn ơi. Chị Hương Nguyễn lên thông tin rồi chốt nha. 37 em hết rồi. Hương Nguyễn bỏ riêng đi, có thông tin đã chốt. 37 hết rồi. 27 còn không? Hết rồi à? Lê Hồng Phượng. 25 có không? 25 có Trần Hana.
Tràng Hana 37 hết nhá. Và không có 40. Còn 35 thôi. 35 cho Lý Thị Diệu. 30 không? Hết. Hết rồi nhá. Hết chị em rồi nha. Mã này hết. Mã này hết. Hướng có ít lắm. Mà vàng hết luôn rồi. Vàng hết. Còn 22 thôi. Còn 22 23 nhá chị em mà nó. Còn bộ cuối cùng size 22 23 thôi. Còn bộ cuối cùng size 22 23. Hương Nguyễn ghi là Hương Nguyễn Đô Đốc Lộc. Lên số điện thoại giùm em nhé. 73 Đô Đốc Lộc vì Hương Nguyễn nhiều lắm. Sợ bị nhầm ấy. Sợ bị nhầm. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này 22 23 chị em chúc đẹp. 23 đổ về là chúc đẹp nhá. Ok chị. 23 đổ về là lên con này luôn dùng nguyên cái này đây luôn chị em mình giá là một hết đi. Cái này hết đi. Nguyên đây luôn chị em mình 135 000. Đây này, cho lên hết đi này luôn. Lên chị em mình hết đi này luôn. Cái này 25 đổ về. 25. 25. 25 đổ về là chốt đẹp con này nhé. Cái này đi chị em mình 79 nghìn. Ok chị ơi, lên mã mũ luôn dùng nguyên. Nguyên lên đang xem nhé. Cái này trai gái gì mang cũng được. Đây chị em mình 79 nghìn con nhé. 79 nghìn. Được chưa? 79 nghìn size 25. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Bỏ lên luôn dùng móc size cho. Size 25. Mã này cho lên móc size cho. Lên luôn dùng mã này 79 k size 25. Bỏ xuống đi dưới 25 luôn dùng nguyên nhé. 25, 25. Chị nào lấy 25. Lên 25 luôn dùng nguyên. Cái này chị em mình tranh thủ không có nhiều nhé. 25 ký. 25 cho Hồng Phụng. 25 cho Hồng Phụng. Còn 25 này, còn một con 25 giá 79 này. Giá 79 này, chị nào lấy mã này lên luôn dùng nguyên nhé. 25 cho chị Lý Thị Diệu kìa. Lý Thị Diệu. Rồi con này 28. 28 đổ về. Lên mã 28 ký luôn dùng nguyên 79. Lên mã 28. 28 nhé, xuất lên mã 28 ký luôn dùng nguyên cái này 28 dùng nguyên. 28. Có nhưng mà có xây nhí thôi chị Phương cầm ơi, còn xây nhí không có xây to. Hôm nay không có hàng xây to luôn. Nè, đẹp lắm luôn, trẻ mình về sợ chắc luôn dùng hay Thanh Huyền. Thanh Huyền. Con này cũng 28 đổ về. Con này 28 đổ về còn con. Nha, 28 đổ về. Có chị Hương Nguyễn từ từ em lên. Nha, rồi còn con 28. 28 triệu luôn. Tùy khu vực chị ơi. Còn một con 28 đổ về, chị nào lấy 28 lên 28 luôn dùng nguyên nhé. Còn đúng một con 28 đổ về. Chị nào lấy 28 lên 28 luôn dùng nguyên. Giá nguyên lên luôn chị em mình luôn. Cái này 30, xanh 30. 79k chị em mình. Con này bao đẹp luôn. 28 cho Phúc Neo. Phúc Neo. Em lên cái gì mà chị em mình thấy ok chị em mình chốt cái chị em mình cứ họ tới họ lui. Không ấy được. Rồi nha, thật sự là like đồ lớn có khỏe hơn ấy. Nhưng mà chị em mình cứ hỏi đồ bé mấy hôm nay chị nào cứ lên like là hỏi đồ bé, điện cũng hỏi đồ bé, hóng đồ bé. Mắng lẽ nãy này like mệt lắm. Lên mã xanh size 30. Lên mã xanh size 30 luôn dùng nguyên nhé. Từ 28 đến 30 là ok. Xanh. LV vàng 8kg có. LV vàng 8kg có. 27 còn không? Mã này hồi nãy 27, 28 có còn kìa. Còn cái kìa. 27, 28 không thanh. Rồi nhá. Mã này mã xanh từ 25, 28 là chút đẹp. Cái này bé trai bé gái gì mang cũng được hết. Cho chị Phúc Neo này. Chị Phúc Neo con này. Phúc Neo con này. Rồi nhá. Lên mã mũ xanh luôn dùng nguyên con này 18. Từ 18 đến 20 là mang ok con này. Chốt lên mã mũ xanh 18-20 lên luôn dùng nguyên nhé. Lên cho em cái size vậy. Lên size nhé. Mũ xanh nè. Chị em mình lên xanh mà không lên size là sao biết. LV vàng cho chị Nguyễn Lý size 8. Size 8 ký. Mũ xanh 25. Chị Trần thì Kim Thoa em không dám chốt nữa đâu. Cứ chốt sao cái nhắn tin qua xã rồi thông cảm. Rồi ai thông cảm cho em không chốt nhé. Không lý do. Cứ chốt xã không lý do rồi không chốt nữa nha. Em mệt lắm. Kèm size cho em nhé, 30 em hết rồi. Cái này còn 25. 25 này. Cái chị em mình cứ bảo chốt xong cái nhắn tin qua là xả ra thông cảm là chả biết vì lý do gì cứ ưa xả là không chốt mình. Size 2 này. À 18 22. Cái này 25 đó nhỉ. Cái này 18 20 nhầm, 18 20. Cái này 18 20 này. Chị em mình cứ lên số ký luôn dùng là ok. Nguyên còn size 25 đổ về. Nhau đây luôn chị em mình giá là 79 nghìn. 79 nghìn. Xanh 27 cho chị Hương Nguyễn. 20 chị Kiều Trần luôn. Ok chị Nghĩa Đò. Áo lót lông phía sau bán. Bán chứ. Phần hành cho đằng sau bán hết chứ. 28 còn không? Sai 8 hết rồi đúng không? Rồi nhá. Lên mã bộ đại. Bộ đại. Không có 45 đâu chị Nguyễn Tùng á.
Cái này đến 53 kg, cái nào nguyên mang cũng được. Cái nào nãy size nhỏ nhất là mấy ký vậy? Size nhỏ nhất là 38 kg. Từ đây từ 38 kg. Con thơ này câu tôi lấy bộ giống nhau chả. Chị mang vô tư luôn, cái này nguyên mang rộng ấy. Đây, thêm này câu hai bộ. Đẹp. Thằng lớn kìa. Thằng lớn không tính không, không. Cái này là chị. Sao? Không biết nghề lường chị chứ phần con mình mặc được á. Cái size to nhất có gì chút. Cái size to nhất chị đi chỉ 62 kg mang vô tư luôn mà con chốt cho bé là được. Cái là nó này câu hai bộ. Đẹp lắm. Chết. Ô chết. Tự nhiên. Cái này 50 kg này. Cái này 50 kg này. Mã này là mã hồi nãy em bán bao nhiêu tiền ta? 165 à. Mã này 165 mình mang cũng được luôn, nguyên mang cái bộ này bị rộng. Bộ đang chốt đến 50 kg nhưng mà nguyên mang bị rộng. Ok. Được. 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 Cái này cho chị Nguyễn Thị Nhung. Nguyễn Thị Nhung 50 kg này. 48 được. Nguyễn Thị Nhung. 40 có chị ơi, 40 có. Chị mình lên số ký luôn cho nguyên đi. 40 có còn được có từng này bộ. Ba bộ nữa thôi là hết. Ba bộ nữa là hết. Size 42, 40 cho Hà Phạm 4 này. Hà Phạm 4 này. 45 dùng nguyên. 45 cho Hương Ngô này. Hương Ngô này. Nguyên còn size 42 đổ về. Không có 25. Cái này còn 42 đổ về. 38 rộng. Cái này cho anh Phương này. Anh Phương 38 rộng. Anh Phương quen. Anh Phương quen 38 rộng. Mã nào nãy mẫu 165 này. Mã nào nãy đi 135. Size 35. Size 35 nhiều cái số nó ở trong rồi xin lặp. Trâu xanh size 35. Chịu. Giờ vô live mà bảo cho chị coi lại là chịu luôn. Xanh này size 35 và size 25. 25 có này cho cô đa được nè. 25 ký được nè cô đa nè. Bỏ cho cô đa đi. Cô đa nè. 35 này cho chị Phương cầm. Sắm to mấy cái này cho Phương cầm. Phương cầm. Phương cầm. Phương cầm. Nguyên chốt mà đến 53 ký là chị thì chỉ 62 ký. Mong như thế này. Bạn mau ok. Mà ok luôn. Rồi nha, qua mã. Thứ nó có ít 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 thôi. Mũ này cưng này. Mũ này cưng này. Không có cái cẩm tú cầu. Chị em mình dặn trước chịu luôn á, lên like á. Thì chốt coi có nào đúng số ký không. Bây giờ mà dặn trước không soạn được. À cô đa bỏ một xanh lá, đâu phải xanh lá. Xanh lá là cái mũ không. Bỏ lại cái 25 đi. 25 đi, bỏ lại cái 25 hồi nãy cho chị. 25 chị Trần Hana. Trần Hana. Có chưa có chị Nguyễn Lý ơi. Chưa. 25. Vàng nguyên hết rồi. Cái này đến 18 kg nè, bộ này xinh. Bỏ mã từ từ nha. Cái này nữa nè, 18 kg này xanh hết rồi. Cái này 18 kg nè, chị nào lấy cái này lên mã 18 kg luôn, dùng cái này 18 kg đổ về thôi. 18 đổ về nè. 18, 16, 14. Nha, cái này cũng 14, 12, 10. Rồi. Không có cô ơi. Lên mã mẫu xám. À x lên bộ bé gái. Bộ bé gái có mã bộ khùng và mã bộ xây đại nó thôi đúng không. Ok từ từ nhé. Cái này từ 10 đến 18 cái có size bộ này. Bộ này đây luôn chị em mình 79k. Cái này chị em mình nhanh. Nó đẹp lắm chị em mình đó. Từ cái kiểu dáng 18 cho Kiều Trần. 18 cho Kiều Trần. Không có chị Trần Xuân Liễu. 18 cho Kiều Trần. 16, 14, 12 và 10 kg là màu đen. Mã này đi chị em mình 79.000. Chị em mình cứ hình dung. À, thân tự nên là em đi 79.000. Mã mũ này 85 sao đi. Cái này 85 đi. 85, mã mũ 85. Lộn.
85 cho Kiều Trần, 12 cho Kiều Dung. Trời ơi, mở mũ tự nhiên đi. 12 cho Kiều Dung. À, Kim Dung. Đó có 40. 17 cho chị Oanh Trần. 17 cho anh Trần. 17 anh Trần. Anh ơi, anh. Anh Trần. Chị ơi, đổi cái gì mà đến lúc ái đơn rồi bảo, chứ còn giờ mà biểu em bảo em đổi em không biết đường đâu. Rồi còn 12. Đang lúc này mà chị em mình bảo đổi là chịu luôn. Không đổi gì trên lái nhá. 12 này. 12 cho Trang Phan. Còn đen nữa thôi. Còn đen. Đen này 12 luôn. Còn đen 12, chị nào lấy đen 12. Đẹp lắm chị em mình gắn quần này. Còn một mã đen 12, chị nào lấy đen 12 lên đen 12. Của bé gái 18 cái cối. 12. Nguyên đọc, à, trời ơi, 19 thì Nguyên đọc 20kg rồi chốt. 18, 19 thì đọc 20kg thì chốt chứ chờ mà đúng. Y 19 là không có rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dù nguyên. Comment mã đen 12kg. 79.000. Á lộn 85.000. Ây lộn. Lẹo miệng. Em 12 Diệu Thanh. Em 12 Diệu Thanh. Còn 4 bộ xoay đại 165. Giá từ từ cho em xíu. Bộ xoay 55kg. Bộ này bộ đại cổ luôn. Còn xoay đại thôi. Này 60kg mang được nè. Chốt đến 58, 55, 58kg nhé. Rồi chốt đến 55, 58 nguyên mang là rộng luôn. Rồi 55, 58kg. Mã nàng đi chị em mình là một, nãy giờ bán 165 mà ta. Nguyên nói thật sự ạ. Chảo trải bán dễ mình bộ này giá 165 này. Bộ xoay đại riêng mà hàng xoay to nè. Có một bộ 2, à 18kg đâu. Lên mã đại này 55 đến 58kg nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã đen, à đỏ to 55 cho Ly Nguyễn Huỳnh bé. Bộ này hơi bị hiếm. Hơi bị hiếm. À, cái bộ này chưa cho chị Võ Lan bộ. Này Võ Lan này 58 hết rồi, còn 55. Võ Lan bộ này nè. 50 cho chị Dung Dương Thị Phương kìa. 50 Dung Dương Thị Phương kìa. Rồi. Cái này 165. Nè dưới nè. 165. 165. Tuyên Nguyễn có rồi. 58 hết, 55 Cẩm Tú Cầu rồi. Còn 55 này. Cẩm Tú Cầu lấy không? Nè. 58 này. 55 này cho Trần Hana này. Cho chị Lê Bích Lan này. Lê Bích Lan này. 165. Còn một bộ này đến 58 vàng. Đến 58kg vàng. Đấy, chốt luôn chị em mình mã nè, mã 165. Đẹp lắm, riêng cái áo này chị em mình không. Chị Trần Hana lấy số to nhất đúng không? Hồi nãy nó 58, bỏ chị Trần Hana ra đi. Chốt lấy 55kg cho ai. Chốt 55kg cho ai. Còn một bộ đỏ 55 đó. Cẩm Tú Cầu là lấy 55 đấy nha. Có rồi. Cả bộ. Vàng to thu lên. Em bán này là bán cả bộ mà. Trời ơi 165.000 nhưng mà là cả bộ, không phải một con áo không đâu. Trời ơi, cái này cho chị Thu Lê nè. Còn một bộ đỏ, nguyên bán 165 nhưng mà là cả bộ, không phải là cái áo riêng. Này, cái này cho chị Thu Lê nè. À, đỏ hay vàng to? Đẹp lắm. Vàng thôi. Vàng cho chị Thu Lê nè. Vàng cho Thu Lê. Nguyên còn một đỏ size 55 đổ về. Chị nào lấy đỏ 55 đổ về chốt lên luôn dùng Nguyên nhé. Còn một đỏ 55 đổ về. 32 kỳ ạ. Chị nào đổi em bỏ luôn, em không chốt nữa nha. Em nói trước ấy, ai mà đổi là Nguyên bỏ luôn. Nó hàng đã lẻ té rồi mà cứ chốt cái đổi qua xe này xe kia em không chốt nữa nha. Chị nào ấy thì xả ra luôn giùm em nha. Không hết đỏ rồi. Mã này còn 2 bộ đi luôn chị em 135.000. Một ba năm lên mã đen chữ luôn dùng Nguyên, size 25-28 là từ 25 đến 28 kg là mang ok nhé. Chặt thì bỏ ra chị ơi, em đọc em ghi rõ mà thực sự là toàn bộ là nhích size lên đó, toàn bộ là nhích size lên đó.
Rồi nha, bỏ ra, em bỏ ra luôn, em không đổi gì hết nha. Bây giờ đi live vừa live mà vừa bóc vừa đổi, sợ chặt chị em mình nói trước rồi đã cân nhắc rồi đã chốt nha. Rồi nha, 25 28 này đi, chị em mình 135.000, này có hai bộ thôi. À, cho chị Song Tử và Kiều Trần. Có hai bộ thôi. Song Tử Kiều Trần. 135 chị, 135. 135. Còn cái bộ này tương tự. Này 23 đến 25 kg. Bộ này 23 đến 25 kg. Ừ, giá đây. Giá đây. Giá đây. Cái này từ 23 đến 25 kg, lên mã đen 23 25. Đen này từ 23 đến 25 kg chốt đây luôn, dùng nguyên nhất. Lai đồ bán mệt lắm luôn. Nhưng mà ha, chị em mình hỏi đồ bán nhiều quá. Cái mua mẹ miếng phải trả có đồ cho con. Rồi nha, chốt lên luôn, dùng nguyên mã này là mã hết rồi chị ạ, hết rồi. Cái này 23 thôi, cái này 23 kg đổ về. 23 25. Từ 23 đến 25 kg, chị nào lấy 23 25 lên 23 25. Nguyên nó thật sự chốt là nhích nhích cái size lên thôi. Thà nó mang rộng rộng xíu sau năm nó còn mang được. 25 giây phút nail. 25 phút nail. 35 37 này. Mã này mã 165. Mười mấy đi chị. Mã này mã 165. Mã này mã 165 C37. 165 C37 nhé. Chị nào lấy 165 C37 lên luôn dùng đi. 165 C37. Có thêm còn 3 bộ xe đại đó hả? 165 C37. Chị nào lấy mã này mã 165 C37 hết rồi đi chị em mình ạ. Này có bộ duy nhất này. Còn có bộ duy nhất này. 165 và size này là size 37. Đó, cam 37 165.000. Rồi nhá, tiếp sang vậy mình ít bé gái để chị em mình kêu. Cái này từ 16 đến 32 đi. Cái này từ 16 đến 32 kg nhưng mà có được có ri thôi. Từ 16 đến 32 chị em mình nhìn xinh chưa? Chắc sờ sướng lắm chị em mình. Thế. Đó chị đó. Đi chậm một tí, đi chậm một tí. Rồi nha, lên luôn trong mã này. Cam kìa, cam cho chị An Nhiên kìa. Cam cho An Nhiên. Cái này từ 16 đến 32 cái ui trời ơi, xinh vậy em. 135, nó vậy mình đi cứ nhận về thử rồi con áo này. 16 chị Hà Trần. Thử con áo này ở ngoài người ta bán vậy mình trăm mấy một con chưa? Thiệt sự luôn ấy. Cái này Hà Trần xanh. Hà Trần xanh. Hà Trần xanh này thì 27 cho Nguyễn Lý này. 27 Nguyễn Lý này. 135 đúng không? 135. 30 32 cho Cẩm Tú Cầu. Rồi còn 22 quay đầu và 25 quay đầu. 22 quay đầu cho Kim Lan. 27 không có gì lên không? 22 cho Kim Lan. 25 cho chị Lý Thị Diệu. Lý Thị Diệu nó là hết. Em không có đến 35 đến 32 thôi. Hồng cũng như thế luôn đúng không? Hồng cũng như thế. Hồng cũng như thế nhé, từ 16 đến 32 thôi. Vàng hết lên hồng dùng nguyên. Từ 16 đến 32 cưng lắm chị em mình ơi. Từ 16 18 đến 32 kg nè. Cái này là cái size nguyên độc, là nguyên chốt đến 18 đây. 18 là vi vu luôn ấy, nên là chị em mình đừng có trừ hao. 18 là vi vu nè. Cái này là 18 là rộng luôn, thậm chí 20 kg á. Nhưng mà nguyên chốt đến 18, 16, 18. Lên hồng nè. Vàng 18 hết rồi. Vàng 18 hết rồi. Hồng cho chị Hà Trần nè. Hà Trần này, Hà Trần xanh. Hồng 22 cho Kim Liên. Hồng 22 cho Kim Liên, còn đồ bé trai chị ạ? Kim Liên hay Kim Liên một cái này bằng một. Thế, Kim Liên. Y dài ạ. Kim Liên đúng không? Kim Liên. Còn hồng, hồng cho Cẩm Tú Cầu. 32. Còn 30 không? Đấy. Còn hồng nhà tôi thì 27 còn không? Còn. 27 cho Nguyễn Lý. Rồi còn 25. Còn 25 đổ về. Hồng để đổ về. Nó xíu nó qua sao? Thế. Ừ, nó na ná mà. Y nhau mà. Thế còn cái này thì do dứt cái mã này để khách kêu là không giống màu lai nữa mệt lắm. Con lên cái mã này còn nói một cái 25 cái độ về. Chị Lê Hồng Phượng ơi, lấy một size được không? 25 cho Thanh Thanh luôn đi. 25 cho Thanh Thanh luôn cho ok. Còn màu hồng. Hồng đó lên là lấy hồng đậm đi cho nó khác. Lên mã đậm luôn dùng đi chị em mình. Lên mã đậm. Thứ còn ri ri thôi. Chút lên mã đậm dùng nguyên nhé chị em mà nói. Đảm bảo là đi mua con áo này không. Chút mã đậm nhé. 135 nghìn.
Con áo này không á, đi mua ra trăm mấy nghìn hết. Đây này giờ mà chắc da cá tàu với cotton tàu chéo là toàn là trăm mấy nghìn rồi, đúng không? Lên mã hồng đậm. Hồng đậm kèm size luôn dùng nguyên nhá. Từ 16 cho kem King. 16 đang cầm đây rồi nè. 16, 18 cho kem King. Vivo cái này 20kg vẫn mang được, em nói thật. Này chút lên xíu rồi, ví dụ năm nay nó mang động động xíu, sang năm nó còn mang được. 28 cho Thanh Huyền. Cái này kem King này, từ từ. Thanh Huyền hay Thanh Hiền? Rồi rồi, kem King cái đã này. Kem Thanh Huyền, Huyền dài. Thanh Huyền. 20 cho Lê Bích Lan, lấy 22. Lê Bích Lan. 25 cho Lý Thị Diệu. 24 còn không? Hết rồi. Còn 32 Diễm Huỳnh. Hết đậm. Hết đậm. Rồi lên lại mã nhạc luôn dùng đi. Nó có ít lắm tay chị em mình tranh thủ. Mã nhạc nhá, thứ còn ri ri với mấy cái này chi không đủ. Còn xong qua áo hấp đi nữa, còn bộ bé trai lớn lên nó luôn. Rồi nhá, lên màu nhạt luôn dùng nguyên đậm đậm hết rồi nha chị em. Cái này thật sự lẫn lẽ ra rồi nên là lên, nên là chị nào mạng chậm thì lên trước luôn. Cái cùng màu này đúng không? Màu nó dây dây, đậm hay nhạt hơn xíu. Mang cặp máy, giờ mang cặp khó lắm. Mang cặp cái này được đấy. Mang cặp nhưng mà cặp máy, nhạt không có 35 đến 32 kg thôi chị ơi. Cái này chốt đến 32, từ 16 đến 32. Cái size mà Nguyên chốt đến làm 16, 18 là 20 kg vẫn mang được. Màu nhạt cho chị Nguyễn Thu Lan. Size 4. Size 4. 4 có chưa? Nhạc 25 cho chị Lý Thị Diệu. Lý Thị Diệu. Kim Hoa Lê không có thông tin nè. Không có thông tin nha, không giống chốt á chị ơi. Đây 18 cho chị Nguyệt Yến nè, cái này. 18 cho Nguyệt Yến nè. 18 Nguyệt Yến nè. Rồi ok, chị nào lấy lên luôn dùng đi. Nguyệt Yến. 27 cho chị Lê Hồng Phượng. 27 Lê Hồng Phượng. 32 cho Nguyễn Lý. 135 chị ơi, 32 Nguyễn Lý. 25 có không? Còn. 25 cho Hoàng Lệ. 25 cho Hoàng Lệ. 25 còn không? Hoàng Lệ. Hoàng Lệ, 25 còn nữa không? Hết rồi. 37 không nhé. 20, 40 không có cặp. 32 còn không? Cho cô Thu. Cô Thu. 22 còn không? Còn. 22 Nguyễn Hiền Lương. Hết rồi chị Hằng Đào ơi. Nguyễn Hiền Lương. Dùng Ngô Thị Mỹ Cam 165kg luôn trời ơi. 28 còn không? Còn. Kim Hoa Lê, lên địa chỉ trên live cho em đi chị ơi. Lên cả địa chỉ trên live luôn giùm em nha. Lên hẳn cả địa chỉ trên live giúp em. Không có ghé địa chỉ trên live là bó tay luôn ý. Bó tay chấm com luôn ý. À, cái mã này là nãy cái mã xây đại rồi nãy. Xây đại rồi nãy. Xây đại của rồi nãy. Rồi ok, qua nhé, qua nhé. Bộ ngựa xây 30 hết rồi. Còn màu nhạc đấy, màu nhạc xây gì à? Còn tới xây gì? Đây lên lại cho dễ mình mã này nữa, qua qua mã bé trai này. 16, 18, 20. 16, 18, 20. 32, 28. Rồi nha, lên lại cái mã này nè, chị này chưa có lên. Đứa nào cao cao ốm ốm cái này 35 vẫn được luôn. Thì chốt đến 32 thôi. Nha. Chị nào lấy cái này lên mã nhạc kèm size. Nhạc 28, nhạc 32. 32 nhá. Chị nào lấy nhạc 20 nè, lấy còn được từng này. Ô, cái 20 hay 22 chốt đi. 20 chốt đi. Chốt đi nè, nãy giờ bao nhiêu số ký? 32 chị Bùi Mỹ Liên nè. 32 đây Bùi Mỹ Liên nè. Người ta đọc số ký lộn nè, không chốt. Rồi kêu 32 Bùi Mỹ Liên rồi, còn 32 vô. Còn 32 đây chứ mất. 32 Bùi Mỹ Liên hết, rồi còn 20 nè. Còn 20 nè, còn 18 nè. 20 quá trời đây mà không chốt, còn keo gì nữa. Còn 28 ký nè, còn 3 bộ nè.
Cái kia thì kiểm 20 thì mình ra luôn. Ừ. Thì thường thường nó size 20kg là tách ra từ từ nhé. Thường thường size 20kg nó rất là ít. Đó, được chưa? 16, 18, 20, 28kg. Còn 3 bộ đó, ai lấy chút nữa. Bộ xám 37-40 nè. Bộ xám đại nè. Bộ này đi 165. Bộ này bộ 165 này, size 37, 28 hết rồi, 40 hết. Size 37, 18 gì Nguyễn Thu Lan, 18 Nguyễn Thu Lan. Mã này mã 165. 165 dùng nguyên. Nhạc 18 Nguyễn Thu Lan. Nhưng cái này nguyên mang vẫn rộng. Cái này chị em mình những con quần mang này. Nguyên 1m54 nhé, mai chị em mình những con quần. Cái này chốt lên 37. Chị em mình những mang con quần. Được chưa? 37. Cao cao hốm là 40 vô tư nhé. 20 nhạc cho Mai Tuyết. 20 nhạc cho Mai Tuyết đây nè. Đây, của bé trai nhá. Cái này lên luôn dùng mã to. 40 vẫn được ấy. 40 vẫn ok, cái này nguyên 50kg nè. Đấy, chị nào lấy cái này cho chị Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt lên thông tin cho em đi chị Ánh Nguyệt ơi. Lên thông tin giúp em nha. Chưa có số điện thoại, chưa có địa chỉ gì hết. Lên cả thông tin trên la luôn dùng nha đầu chốt. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Bỏ riêng ra. 16, 18 cùng size đó chị ạ. Cùng size. Ánh Nguyệt nhưng không có thông tin. Cái này cưng chưa? Này xây nhí thôi. Ui dồi ôi. Theo nha. Này có ri nhất. Lên cả địa chỉ trên line. Ui cưng già. Có tông tàu chéo nha. Toàn bộ vải này là toàn bộ vải mình vải đẹp hết đấy. Này, theo hết nha. Cái này có size đến mấy cái gì? Có size đến 15. Bộ này bé gái chứ. Từ 8 đến 15 kg. Là 165 hả? 165. Cái này từ 8 đến 15 kg, lên mã 79k, cái này cưng cho dẻ mình. Lên luôn dùng nguyên nhá. Cầm em mã này mã theo đi. Theo từ 8 đến 15. 79k. Cầm em lên theo luôn dùng nguyên nhá. Ok chị Ánh Nguyệt. 14 cho Hồng Phụng. Xong cái này em nó thật sự lên cho nó ấy đồ bé chị em mình kêu 14 nè. 14 cho Hồng Phụng. 14 cho Hồng Phụng. Rồi ok này. 15 cho Hà Tràng Xanh. Hà Tràng Xanh. Rồi còn 12 và 8 10. 12 kg và 8. 10 cho chị Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn này. Rồi còn 12. Còn 12 thôi. Còn cái này còn 12 thôi chị ạ. Còn đúng bộ 12 bộ này cưng lắm, 79. Còn 12 thôi. Chị nào lấy 12 lên 12 dùng nguyên nha. Chốt lên 12. Từ 15 kg cho tới số mấy ta? Đây được ri dài đó hả? 15 nè, 15, 18, 2 bộ nè. Cái này 12kg rồi, ai lấy 12 lên 12 dùng nguyên nhá. Từ máy vô 15, 18, 18, 20, 20, 22. Nói chung là từ số nhỏ nhất tới số to nhất thôi. 32, 35. Từ 18 đến 35kg có size đúng không? 15. Từ 15 đến 35kg có size mã này. Theo 12 thì Úc Anh. Úc Anh. Mã này đi nói cho em 135 nghìn. 135 nghìn nhé. Mã này đi cho em 135 nhé. 5556 hết rồi, nãy lên rồi. Ít lắm, xe to ít. Xe đã ít lắm. Rồi nha, lên luôn dùng từ 15 tới. Thế rồi. Ai nãy 5556 mà lên cũng được rồi. Ôi, nãy em lên hết rồi mà. 55 còn bộ này, mã 165 còn bộ này. Chị em thấy lên đồ bé vậy thôi. Thầy Úc Anh có rồi. Bộ này size 55 còn bộ này, mã 165 này. Size 55kg, nguyên mang rộng luôn. Nguyên mang rộng vô tư luôn. Này, này dễ mà nhìn này. Xanh này cho 32 với 25 cho Hồng Phụng. 32 với 25 Hồng Phụng. Mã này là mã 165 nè. Chị nào lấy mã 165 lên 165 này. 32 đây. 165 đúng không? Không, Hồng Phụng cái này 135. Ở đây là 135. Cái này 165 cho An Nhiên rồi. Cho An Nhiên dùng nguyên cái. Cho An Nhiên. Rồi ok. An Nhiên. Xanh không có 40kg, xanh 35 còn không chị? Xanh 35 còn không chị? Hết rồi à? Bé trai. Xanh
cân 32 nhưng mà chỉ nấu 32 nhưng mà lỗ 4 cân 35 vẫn được. Cái này mã này hồi nãy mình sale 165. Cái này mã 165 hồi nãy. Còn 32 cái mã 165 thôi nè. Sai chứ. Rồi cái mã 135 hiện tại nguyên còn các size nè. 28 kg. 24 không? Có. 24 cho chị Nguyễn Thu Lan. À không có 24. Không có 24 anh đang cần chị đó. 28. Từ 26 đến 28 mã 135. Chị nào lấy từ 26 đến 28 lên luôn dùng nguyên. Không có 35 rồi, hết 35 rồi. 28 chị Phong Thanh. 28 cho Phong Thanh. 28 cho Phong Thanh. Rồi còn 22, 18, 20. 22, 18, 20 mã này là mã 135. Áo con đang mang có bán nha. Rồi ok, chị nào chưa có nữa thì lên. Size 37 hết rồi nha, nguyên cái này còn size 32 thôi. Còn hai bộ size 32 mã 165. 135 size 24 còn ta. Size 24 hết rồi. 24 hết rồi chị ơi, đến 22 thôi. Đến 22 thôi. Rồi, cho em mã cái này nguyên bộ ạ. Ôi cái này cưng này. Cái này cưng. Cái này cưng này chị em mình. Trời ơi. Mã này đi mã 85. Mã này đi mã 85 đi chị em mình. Cưng chưa? Size 14 đổ về, lên mã 85 14 đổ về. 85 nhé. Từ mai chằn mai đà nè. Phải không? Mã này nãy mình sale 85.000 đúng không? Vô. Trời ơi. 15 cái phát ngay 14 15 cái phát ngay cái này luôn dùng nguyên đi chị em ạ. Lên luôn dùng mã này là mã 8 14 15. Nguyên đây luôn chị em mình con này luôn 85. Đây là con. Con này đẹp lắm. 15 kg, chị nào lấy 15. Không có 37 đâu chị Dung ơi, thì Mỹ em còn 32 thôi. 13 cái này gì Hà Trần. Rồi cái này 15. Cái này 15 16 này, chút ngay cái này. 15 giờ thị Hương Hồ luôn, 14 cũng được. Thị Hương Hồ. Rồi cứ cho em lên, cái này không cần phân sai để em lên. Này có ít không cần phân. Trời ơi, chị Dung ơi, tiền Mỹ ra hết rồi. Trời ơi, ai mà có con trai. Này, xin cho cái này 15kg. Lên trắng 15kg. Cái này có cái mã gì đó bỏ. 15kg. Lên mã này, mã trắng 15 dùng nguyên nhé. Chị em mà nó đẹp lắm. Trắng 15-85. Chị nào lấy trắng 15-85 lên trắng 15-85. Đây cái này trắng 15kg luôn dùng. 85 hết rồi còn trắng thôi. Còn trắng nha, chị nào lấy trắng lên trắng. Trắng này trắng 12-13 nè. Trắng 12-13 nhé. Trắng hết xám rồi nha. Trắng 12-13. Cái này 12-13 thôi vô. 12-13. Rồi ok, chị nào lấy trắng này lên trắng dùng nguyên nhé. Cái này 10 này. 10 này. 15 cho chị Nam Hoàng. Thấy chị Hương, nhưng mà chị Hương cái này 10 12. Cái này 10 này, 10. 10 10 10. Còn nãy mới bước xuống 10. Còn 12 còn 10. 14. 14. 14. Chào. Rồi nhá, chị nào lấy nữa lên luôn dùng đi. Còn 14 nữa nè. Rồi, chị cứ chốt đơn đi, cứ chốt đơn. Cái này còn xây nhí chí thôi, 85 nghìn. Chị Dung Ngô Thị Mỹ cứ nghe em đọc không, nãy giờ không còn xây 73 thì sang bỏ. Không còn sai. 19 không? Thầy bà đây đúng không? Chứ đang đây là bộ hay là... Cái này phải mở ra từng cái, 12 trang phan phải mở ra từng cái chứ còn không có để sai ở ngoài. Mở ra, mở ra từng cái coi sai. Size 10, 12, size 10. Lên mã đen 10. 10 đến 12 là được. 10 đến 12 là ok. Nha, lên mã đen 10, chị nào lấy đen 10 lên đen 10. 85 nghìn. Đen 10 nha. Trắng 12 còn mấy? Trắng 12 còn. Còn trắng 10 thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã đen 10 12. 14 à? 14 Minh Quân có chưa? 14 Minh Quân.
đen 10-12, chị nào lấy đen 10-12 lên đen 10-12 luôn dùng nguyên nhé. Chốt lên mã đen 10-12, comment mã đen 10-12 luôn dùng nguyên. Đen 10-12, đen 14. Đây mã này là mã đen 14, 85.000. Đen 14 ký quay đầu 85.000. Nha chị nào, cho trong nguyên cây bút ghi lại cái bút cho nó nha. Đây 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 đây. Không có đâu chị Dung Ngô Thị Mỹ ơi. Cái này không có xe bự chị Vũ Trang ơi. Không có xe bự nhá, ghi luôn ở ngoài cho nó dễ, tại vì cái tag nó lặt ở trong này nó kia rồi. Cái này không có xe bự. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này là mã đen. Cái này 15 chị Khang Trang. Khang Trang nhìn em cái này. 15 cho Khang Trang. Đi 15 cho Khang Trang nguyên cái. 15 cho Khang Trang. Giá hôm đây luôn cho em là 85.000. Cái này 10 kg này. Đang 10, đang 14 cho hình ngọc da hăng có không? Biết nó có đang lửa không? Áo em đang mang từ từ nó chào một xíu. Cái này cũng 10 rồi. Cái này cũng 10 kg. Rồi ok, còn 10 kg. Còn 10 kg. Rồi qua mã nhé, qua mã nhé chị em mình ơi. Có bộ đi tinh chưa? Ba bộ con nào. Trời ơi. Cưng cực kỳ. Cưng cực kỳ là cưng nhan. Em 15 không có Thúy Trinh Đặng ơi. Bộ này trai gái gì mang cũng được nè. Không màu thì là màu gì cũng được. Size 14 quay đầu. Lên mã vàng 14. Cáo nam size 70kg vừa lấy thêm một cái. Em đang hết nha chị ơi. Ngày mai mới có, em up lên là ngày mai mới có. Trai vàng 35 làm gì có. Cái nàng xây nhí này Du ơi. Cái này là xây nhí nha Du ơi. 14kg đổ về 85.000. Trời ơi cái bộ này cưng. Nè được một bộ thôi chị Nguyễn Ánh ơi. Bộ này xinh lắm, còn được bộ thôi. Còn được một bộ rồi, xanh này xanh 12 nè. Đấy. Xanh này xanh 12 cưng lắm chị em mình ơi. 12kg nè. Bộ này đi chị em mình giá này rẻ. Cái này 10-12kg. Chị nào lấy xanh 12 lên xanh 12. Xanh 12-85. Chị nào lấy xanh 12-85 luôn dùng nguyên. Xanh 12 thôi chị em mình ơi. Cái này không có xe đại nhé, cái này xe nhỏ thôi. Xanh 12-85. Ơ, nó có bộ vàng nó xe gì? Xanh 12. Thế bảo là xanh 12 cho chị bà già Nguyễn kìa. Thế hồi nãy bỏ cái này cho chị Thu Liên Nguyễn. Cái bộ vàng hồi nãy chị bảo là cặp luôn. Bỏ hồi nãy. Bỏ cái hồi nãy cho chị ấy đó. Cho chị Nguyễn Ánh ấy. Bỏ qua cho chị Thu Liên Nguyễn. Thu Liên Nguyễn. Nguyên áo gió nam hôm qua chị nhận mà to so với anh, chị đổi size nhỏ hơn. Size nhỏ to sao chị ơi? Nhiều chị đừng có ham nhá, nhích lên size bự nhá, nhích lên số ký nhá. Vàng hết rồi. Vàng hết rồi. Con này còn 10. Xám 10. Lên mã xám 10. Xám 10 85 đẹp lắm chị em ơi, nhận hàng mà những cái bộ này thì không xinh không đẹp quay đầu lại dùng nguyên nhá. Toàn bộ là cốt tông tàu chéo và giá cát tàu hết. Đây luôn cho em là 85.000, xây 10 vàng hết rồi chị ơi. Xây 10 nhá, chị nào lấy mã này làm mã mũ xám 10. Mũ xám 10, nguyên đây luôn cho em là 85.000 một em. Mũ xám 10 vô nguyên nhá. Xong cái này qua xíu rồi lên đồ lớn, lên đồ đi mày. Lên đồ bé like nó nhiều mà hả? Chốt lộn xộn tùm lum. Rồi nha, lên luôn cho mã này là mã mũ đen. Mũ đen, mũ đen, mũ đen. Mũ đen size 15. Cái này toàn size nhí thôi. Mũ đen size 15. Mũ đen size 15. Chị nào lấy mũ đen size 15 cần gì nhắn tin qua cho em nha. Mũ đen size 15. Chị nào lấy mũ đen size 15 lên mũ đen size 15 luôn dùng nguyên nhé. Mũ đen size 15. Không nhớ đâu chị ơi, mai điện cho em đi. Mũ đen cho Bibo. Mai điện cho em nha chị Lý Hải ơi. Chứ giờ em không nhớ thiệt sự là bao nhiêu khách dặn ấy. Hoặc là vô trang cá nhân, cái comment vô trang cá nhân, cái viện vô trang cá nhân là bên nhà Nguyễn soạn hàng. Cái chị nào cũng dặn trước để chị cái này cái kia, không nhớ được. Không thể nào nhớ được hết. Xây 10. Xây 10.
nha. Chị nào lấy cái này lên chốt mã đen 10, chốt mã đen 10 luôn, dùng em còn bộ đen 10, đen 10 và đen 12. Đây chị nào lấy chút đen 10 và đen 12, còn đen 17 hết rồi chị Út Anh, còn đen 10 và đen 12 rồi lên mã lại mã sọc vàng. Đây chị em mình máy mã nữa, là hôm qua chị em mình đồ người đó like đồ bếp quá. Alo chị ơi, nhà em chốt đơn chưa hết đen 10 cho Bibo. Chốt đơn chưa hết đó chị, cứ từ từ chờ. Ba nhà em đang chốt đơn mà. Em đang like vậy nhá. Rồi. Cái này phân sai rồi đúng không? 18 tới mấy vô? Cái sọc vàng này. Mũ đen 15 kìa, 15 chút rồi đúng không? Từ nhỏ. Từ 8 đến 22 kg. Lên mã sọc vàng. Từ 8 đến 22 cái này em cầm số nhí nhỏ nhất này, số nhỏ nhất này. Em cái nào chị em mình để mà chốt đơn, ok rồi, là đi đơn hết rồi. Hôm nay chưa chốt là chưa đi đơn thôi. Bây giờ mà hỏi là nguyên là chịu. Bộ xanh bên có 30 à. Bộ đen 20. Bộ xanh bên này 22 nè. 22 to nhất. Sọc vàng 8 cho chị Phương Nguyễn này. 79 cho chị Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn này, bộ này cưng hè. Tám đây, tám đây. Tám đây cho chị Phương Nguyễn. Tám Phương Nguyễn. Vàng 12 cho chị bà già này. Vàng 12 chị bà già này. Vàng 12 cho bà già này. Vàng 12 còn không? Vàng 12 còn không vô? Thế rồi. 16 cho chị Vivi Nguyễn. 16 cho Vivi Nguyễn. 12 còn không? 12 với 15 còn không? 15 còn không? Nguyễn Thoa. Đơn chị Nguyễn Thoa chốt gửi đơn nhé. Em không nhận đơn ghế lái này nhé. 12 còn không? Hết rồi chị Ánh Nguyệt. 13 còn không? Thay lộ như thế mà. 17 có không? 14 còn này. 14, 13 được này. 13 được. 13 cho chị Huỳnh Ngọc Gia Hân. Từ từ. Từ từ. Đây này. Đúng không? Chị này bao nhiêu lần hoan rồi? Hình như là đó. Tập vào 19 thôi. Đây này. Mấy lần mà chị bảo là điện thoại hư. Ôi em không dám chốt nữa đâu. Bán. Một. Ok thì em chốt nè. Chốt đơn, chuyển khoản, đi đơn. Còn không là em không chốt chị nữa. Ok thì lên nhé chị ơi. Ok thì lên ok luôn giùm em chốt đơn tiếp. Nhá chị Huỳnh Ngọc Gia Hăng. Đấy, hôm bữa là cái chị gì xíu này ba. 19 cho rất chi anh Khoa này. Ok rồi kìa. Chuyển khoản nha, đi đơn. Tại vì đơn của chị ít nhất là 3 lần hoàn rồi. Huỳnh Ngọc Gia Hăng đi. Không thấy chị Sương Nguyễn. Còn 18, 20, 22. Chuyển khoản em đi đơn nhé. Em không đi không, của riêng của chị em không thu cốt nữa nha. Em nói trước. Nói trước khỏi mắc lòng. Mắc lòng nhiều lắm. Còn sai gì thì 14, 16, 18, 20, 22. Có thấy còn nhiều sai thế mà. Gần như là đài sai mà. Ơ thì từ 10 còn 14 đến 22 đó chị nào chưa có. Từ 14 đến 22. Xem qua có rồi đúng không? Không ghé lái nữa chị Hoa ơi. Chị Hoa có rồi. 16 có cho chị Nam Hòa. Nam Hòa. 16 cho chị Oanh Nguyễn. Oanh Nguyễn à? Ờ, Oanh Nguyễn. 15 có. 15 có. 15 chị Minh Quân. Minh Quân. Không tưởng hết chứ. 22 chị Nguyễn Thu La. Hai Nguyễn Thu La. 17 còn không? 17 Út Anh có rồi đúng không? Út Anh à? Út Anh 17 con. Chưa. Út Anh. Rồi còn cái môn nữa không? Còn tại xây 10. Còn cái xây 10 nữa thôi là hết. Tại không phải free ship chưa? Nhà em không có free ship đơn nào hết. 15, 10 đến 15 nữa. Cái này 99k lắc long. Còn 10 và 15. Vì chị nè, hàng hoàn mấy lần rồi. Máy dạo rồi.
Xe rau xong đến lúc hoàn là bảo 17 giờ Úc Anh có rồi. Bảo là điện thoại hư. Rồi sọc vàng, à sọc cam. Sọc cam 22 16 trừ cho bà Vũ Trang này cái này. Hồi nãy bà 19 kg đúng không? Nãy giờ bà comment bao nhiêu lần? Phải không? Vũ Trang ơi, phải không? Trừ cho Vũ Trang cam này nó na ná với nhau thôi, 95 nghìn. Đơn quần riêng hôm trước. Chốt hết chị em. Đây này đây nè, chị Lý Nguyễn này nè, chú lộn qua chị Lý Nguyễn Sơn Trà đó. Để chị Lý Nguyễn này không? Lý Nguyễn hình hoa hái nè. Chết lùn đó. Đây chết bơm đó. Lý Nguyễn đi khác chứ, Nguyễn đi kia khác chứ. Nhưng mà chị Nguyễn Lý bảo là quần riêng chứ không? Ta chưa? 12 10, ở đâu? Cái này 16, 18 20, 22 nha. Chị ơi, chị Vũ Trang lấy không? Lấy sọc cam không? Bỏ cho một cái hồng bà. Ok nè, rồi còn 22. Cái này nó đá như nhau. Chị Dung Ngô thì Mỹ 37kg đang không có size. Vàng nó còn size 52 đổ về. Màu xanh còn không ạ? À? Áo khoác nam màu xanh còn. Rồi ok, Nguyên còn một cái 16, một cái 18. Đọc toàn số ký quay đầu và 22 quay đầu. 37 không có gì, Thanh Thanh ơi, cái này toàn size nhí thôi. 16, 18 và 22. Đi luôn trẻ em mình luôn. Con trai mà. Con trai đấy. Có bộ nam, có bộ không? 22 chị Lê Bích Lan. Trai gái gì mà không được màu này, trai gái gì mà không được. Lê Bích Lan. Cái này dở ra trẻ em mình nè, 16. Bộ này trai gái gì mà không được trẻ em mình ơi. Không có chị ạ, này. Bộ này phân biệt gì trai gái. Này, đứa nào mang cũng được. Con trai là mang hợp lý hơn con trai, nhưng mà con gái mang cái này vẫn quá ok. Không đợi gì con trai. Này, cá tính này. Đấy. Mang cho mình dí bộ nữa chứ. Ok. Cứ như thế cho phải, em nói thẳng luôn cho nó phải. Khoác vàng cho chị Sương Nguyễn. Vàng cho Sương Nguyễn. Cái gì mà tới 33kg này chưa chốt à? Bộ này bộ máy đi vô 135 hả vô? 135 còn đây 3. À quên 23kg thôi. 25. 25 làm chi có Hồng Phụng ơi. K14 cho Hồng Phụng vô. Đấy. K14 cái này cho Hồng Phụng vô người ta. 14 cho Hồng Phụng. 16, 79 gì? 18 cho, 16 cho Mai Xuân. Xem áo gió sau lưng màu bò của bé à. Bò sữa đi hả? Bò sữa này của người lớn. Cái bộ này Nguyên đang còn size 23kg thì chị em mình. Thôi, nhanh qua lên ít hot đi nữa lên đồ người lớn, không lên đồ bé mệt quá. 23kg, 135 này. Chị nào lấy 23kg 135 lên luôn giùm Nguyên. Em đang cái nào cũng có đọc số ký quay đầu hết đấy. Toàn Nguyên đọc số ký quay đầu hết. Cái này 23kg. Chị nào lấy 23kg lên 23kg luôn giùm Nguyên. Comment lên 23kg giùm Nguyên nhé. Rồi bộ này. Bộ màu xám. Bộ màu xám này hồi nãy lên máy ta. Sale máy ta 85.000. Ở giữa kia nhỏ mà. À. Nghèo. Thấy chưa? Lên sale 49.000 được không? Áo gió. Nó nói còn sai chị hả? Em nói còn sai. Vàng 23 cho Phúc Nêu. Vàng 23 cho Phúc Nêu đã nè. Phúc Nêu. 612 à? 612 này cho Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt này. Ánh Nguyệt này. Cái này còn 84. 85, 85, 85. 85. Cái này 14. 85. Cái này 14 thôi. 85.000. Còn một cái này 55kg. Các bà nào phát nốt luôn cho con này. 55kg này. Ôi, đẹp lắm. Nguyên mang rộng nha. Cái này Nguyên mang rộng nhá. Lên mã mũ 165. 814 không có 817 vậy. Cái này Nguyên mang rộng và dài nhá. Chốt lên luôn dùng cái này 55kg. 55 cho Big Bo. 55 cho Big Bo. Một sáu năm vô. Rồi lên cho quý vị ít áo hot đi nha. Ê, cái sọc xanh này còn từ từ sọc xanh này em chưa đi à? Cái áo này lên rồi nhưng mà còn.
Còn 18 và 22 nè. Còn hai bà sọc xanh này 18 với 22 nè. 84 đi chị VV Nguyễn, cái bộ hồi nãy chị 85 gì. Bộ này 79k nè. 18 VV Nguyễn, VV dài chị. Cái này có 20 kg như thế này. Dừng dừng dừng. Còn còn mấy cái? Còn 15 đổ về. Mã này tặng 49k. Sọc xanh 22 cho Hồng Phụng. Sọc xanh 22 cho Hồng Phụng. 22 cho Hồng Phụng. 79.000. Cái này 22, cái này 22. Cái này 18, cái này 22 nó 18 vô. Cái này 22 nó 18, em bỏ nhầm. Em bỏ nhầm đấy. Này còn bộ này. Mũ này xây 10. Mũ này xây 10, chị nào lấy mũ xây 10 lên mũ xây 10. Mũ xây 10. Cái này cưng ấy. Cái xây 10 này. Còn 18, sọc xanh còn 18. Cái này 10kg phát ngay luôn, 85.000 đi chị em mình này. Có con có cháu chị cỡ này tranh thủ mua mua. Gần Tết đi mua trăm mấy nghìn. Nguyễn Khoa. Chắc đẹp. Đẹp, rẻ. Nguyễn Khoa này. Nguyễn Khoa hả? Nguyễn Khoa 55. Còn một sọc đỏ. Đọc sọc đỏ này size 14 đổ về. Đỏ 14. Đỏ 14, đỏ 14 cái quần dài nhưng mà được cái là mo ở dưới này vậy mình. Yên tâm là mang được. Nhá mang nhúng nhúng cái quần lên xíu cũng được. Mang sang năm nó còn mang được. Sọc đỏ. Có cái này size nhí size 15 cái đổ về thôi. Lên mã này mã sọc đỏ. Size 14 à 79.000. Rồi ok. Lên mã 6. Thôi cho em lên XHD đi nữa là xong, qua đồ người lớn. Em nhăn mấy cái bộ này em mệt quá. Là đồ bé mệt đuối hơn. Còn mũ này mã 10 11kg này. Mũ xám 10 11kg này. Đây mã mũ xám 10 11. Nguyên đây luôn cho em mình là giá. Giá luôn cho em mình là 85.000. Rồi nhé. Rồi cho em XHD đi nữa xong. Là đồ bé đuối quá. Đuối đơ đưa đơ. Quá hết đi, không có hết đi gái à, đi trai không à. Đây được có hai cái này. Này gái được, còn được có mấy cái à. Hết đi gái còn được mấy cái thôi. 79.000. Hàng này hàng cũng đi 85 đúng không? Hàng này đang xe 85 đúng không? Xe 32. Lên mã mũ hồng xe 32 79k. Mũ hồng nhá, toàn bộ là cotton tài chế. Mũ hồng size 32 85. Chị nào lấy mũ hồng size 32 lên mũ hồng size 32. À lộn lộn, 79.000 nhá. 79 nhưng mà 85 như vậy mà nó. 79.000. 32 kg, ghi cái này 32 kg giùm em. 32 kg. Hồng 32 cho Cẩm Tú Cầu. Cái này 79k chị. Cái này 32 luôn cho Bibo này. 32 cho Bibo. Em có sọc xanh không có chị, không có 38. Mình cho Bibo này. Bibo này. Cái này toàn bộ size này lên mã hồng chữ size 32 luôn. Còn một size 79k nó. Size 32 nhé. Size 32 nha. Lên luôn dùng mã này là mã mặt cười đi, size 32. Cười size 32 không có 37. Cười 32. Chị nào lấy cười 32 chút lên cười 32 luôn dùng nguyên 79. Cười 32 79 cái này 32 luôn chị. Cười 32 79 cái này size to này. Cái này size to này. 32 chị Loan Nguyễn đi chị. 32 chị Loan Nguyễn đi. 18 đang không chị Phạm Đông ơi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã mũ không có 21. Lên mã gì mà ta? Mã thỏ 32 đi. Comment mã thỏ 32 giúp Nguyên, cái nó cũng 32 luôn chị. Thỏ 32. Lên mã thỏ 32. 32 quay đầu ấy. 32 quay đầu. Còn bộ còn size 32, cái này 25 28. Trắng 25 28. Thỏ cho Hùng Phụng. Thỏ Hùng Phụng mới thả xuống, em mới thả sao Hùng Phụng. Cái này lên cho mã trắng size 25-28. Trắng 25-28. Cái này 25-28 gì mẹ. Trắng 25-28. Mới thỏ hồng này. Size 35. Trước mã 35kg. Trắng 25-28 thì chị. Cho chị Hồng Hoàng Phạm
Hồng Hoàng Phạm. Cái này 35 dùng nguyên. Nha chị nào lấy 35 chúc 35 chúc nguyên nhá. 35 dùng nguyên các bạn em. Chị nào lấy 35 lên 35. 35 35 35 35 35 cho chị Loan Nguyễn luôn. Loan Nguyễn luôn. Loan Loan Loan. Loan ấy dùng. Rồi cái này có xe nhí này. 15. 15 18, 18 22. 18 22. 24 cái quay đầu và 30 quay đầu. Lên mã mũ xanh đi chị em mình nốt 79.000 luôn. Hàng này toàn bộ hàng đi em 85.000 hết. Toàn bộ đi 85.000 hết. Nguyên đi luôn chị em mình nốt luôn giá 79.000 luôn. Sai đến 30. Sai đến 30. 40 được. Cái là một mùa hàng hàng đó hàng đặt sẽ to đấy, hàng 5 x. Nó sẽ lên hết áo đi. Áo gái rồi lên áo trai. Ừ. Hết gái rồi lên trai sao. Gái ít mà. Rồi. Cái này có 37 nè. Ôi trời. Cái này có xe to nè mấy nàng ơi. Cái này có xe to nè. Lên mã hồng 35 nè, hồng 35 có cái nè. Hồng 35 nè, cho hàng đào. Hồng 35 này cho hàng đào này. Hồng 30. Hồng 30. 18. 18 cho Úc Anh nè. Úc Anh. X chị ơi, bộ to vậy. Rồi 30 30. Này còn 30 quay đào hết. Này tổng 79 nè. 79 luôn chị. Còn 30 quay đào. Còn 30 quay đào. Cái này lên mã hồi nãy chị Loan như có rồi chị Loan ơi. Cái này 35 37 nè. Xanh có 45. Nha lên cho mã thỏ này xe 35 37. Chúc lên mã thỏ 35 37 có bộ. Ai lấy thỏ 35 37 chúc lên dùng nguyên nhá. Thỏ 35 37 ký. Comment lên thỏ 35 37 dùng nguyên. Thỏ 35 37 dùng nguyên nhá. Không có 40. Rồi còn lại là 30 ký. 21 ký không có. Cho chị Loan Nguyễn. Chị Loan Nguyễn hồi nãy nhất có rồi mà ta cái này. Còn hồi nãy em thả xuống 35-37. Chị Loan Nguyễn lúc này có ảo rồi. Đó rồi đúng không? Thế trừ qua cho chị Hồng Phụng đi. Hồng Phụng đi. Rồi cái này dưới 30 đổ về. 30 cho chị Hàng Đào. Hàng Đào. Hàng Đào. Hàng Đào. Cái này có 25-28 rồi. Hàng đào. À quên. Chị hàng đào là xanh, bỏ giùm em màu hồng. Lẹo. Nay bỏ chị hàng đào cái này. Lên thông tin cho em nhé. Hàng đào. Bỏ cái màu hồng đấy lại giùm em. Rồi lên mã hồng 30. Chúc lên hồng 30 đổ về như chị em nó. Hồng 30 cái đổ về 79k hết. Nha chị nào lấy hồng 30 đổ về lên luôn dùng nguyên nhá. 79k hàng em. Nên là chị em tranh thủ cái này đó, toàn bộ là da cá tàu có trong tàu tuyết đẹp hết. Toàn bộ là hàng đẹp. Thực ra chị nào lấy cái này lên luôn cho mã mũ hồng đi. Còn 30 đổ về thôi. 30 đổ về. 15 chị Nguyễn Chi. 15 hết rồi. Cái này còn 2. Mũ xanh này Nguyên đang còn 2. Xe 18 đến 22. Và 22 đến 24. Hồng 35 em hết. Còn hồng 30. 35. Thương Trung Minh. Không có 35. 30 nó 30. Tại em cứ 30. Rồi nha. Lên cho mã mũ xanh. Mũ xanh. Mà Nguyên đặt 30 là 28 chút được rồi. 30 là 28. 28 chút được rồi đó. Dạ. Rồi này lên luôn dụng này. Thôi chị chưa ok. Chị Phạm Đông. Màu hồng đó. Em đặt 30 kg là 28 chút được. Rồi nhá cái này 24 cái độ về. 22-24. Nha lên mã xanh 22-24. Và xanh 18-22 còn 2 xanh. Cái này đến 24 rồi. Nãy như chị thấy dư rồi có rồi. Lên mã mũ xanh nha. Đi 79k luôn. Hàng này toàn đi 85 nhỉ. Đi nó luôn chị em mình giá 79 mình luôn. Ấy chứ cha. Ta ơi. Thôi, mình ngồi đâu hả? Người đóng đơn với chị Hiếu Dương là chị chuyển khoản xong rồi. Cách 43 rồi không? Không chú. Rồi nha, lên mã cam. Cam. Cam 30 nè. Cam 27, cam 24.
121, 118 và đồng, toàn bộ là số ký quay đây. Lên mã mũ cam kèm luôn dùng nguyên cái số ký nhé. Chốt mã mũ cam kèm số ký luôn dùng nguyên. Hỏi gì Phạm Đông cái hồi nãy 30 ký đi chị. Lên mã này là mã mũ cam kèm số ký luôn dùng nguyên. Từ 15. Từ 15 nhá. Từ 15 ký đến 30 ký luôn dùng nguyên nhá. Ok chị ơi. Nha chị nào lấy cái này lên chốt mã mũ cam. Từ 15 đến 30 ký chút lên luôn dùng nguyên. Là ok con này. Ok nha. Cao 21 cho chị Khánh Linh Nguyễn Hoàng. Khánh Linh Nguyễn Hoàng 70. Nãy giờ em đi mấy 79 cao. 79 cao nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Cam 15, 18 phát ngay đi chị em Hoàng ơi. 22 không có hàng này về nữa đâu. 27 15 cho chị Hoa Hồng Hoàng Hồng Phạm. Hoàng Hồng Phạm. Hoàng Hồng Phạm. Cái này 20 cho Hương Ngô. Cái Hồng Hồng Phạm giùm em đi chị. Hồng Hoàng Phạm 20 cho Hương Ngô. Cái chị ấy gì comment gì nhảy nhanh quá. 30 cho cô Thu. 28 chị Thúy Dương. Cô Thu Thúy Dương. Cái cam đi. Rồi vàng dùm em. Mình có thu là 30 ký. Chị Thế Dương là 27 hay 8 ký. Rồi vàng. Vàng 30, vàng 27 hay 8. Vàng 25. Vàng 21, vàng 18. Lên mã vàng. Mũ vàng 79.000 nó. Lên mã mũ vàng 79 luôn dùng đi. Nha chị nào lấy mã mũ vàng 79 chút lên nhá. Mũ vàng 79.000. Cái trời này mà giờ tuổi này nó thích mang cái dạng mũ này nè. Đứa nào cũng mũ hết. Cho chị Ha Trần Hana. Em ơi chị chúc đơn tối chưa. Dạ em chưa chúc đơn hết. Em rảnh trưa nó không like nè. Nhưng mà thằng bé vì mà bao nhiêu ngày nè chị em mình hỏi thằng bé nè thôi. Thằng bé thì nhà nguyên vẫn like ra bán like ra nhưng mà còn chủ yếu là xây nhí, không có xây to. Có xe to, đây là về xe to 26 Vị Phương Huỳnh, 26 Vương Huỳnh. Đây là tranh thủ lê cái live trưa này. Chị nào chưa chốt đơn thì chờ Nguyên nha. Nhà Nguyên đang chốt đơn 30kg nè, còn 30, 21 và 15, 16 Amboen 16, 18 nhá. Chị nào lấy mã mũ vàng kèm sai cái này 18. Mới nói là chốt 18 nhưng bé nhà mình 20kg vẫn mang được. Nhà này là chị em mình đừng có chốt trừ hao làm gì hết cái này. 25 hết rồi chị Hoan Huỳnh ơi, còn 30 đổ về nè. Từ 28 đến 30 ký mang được. 19 20. 19 cho chị giữ xe anh Jesus anh Khoa. Jesus anh Khoa 79k. Rồi ok, còn một 30 và một cái 18. Này, cái này Vivu là 20 ký mang được, chúng chốt đến 18 16 18. Còn 30 chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn. Rồi còn 16 18. Nên là chị em mình không cần trừ hao nha, đừng có mà chốt lên. Đừng có chốt lên số ký lên gì mang rộng quá nó xấu. Mở gì nó không vô. Rồi xanh chuối. Có cái tình ngô đi đâu ta. Còn 16, 18 đi cái này ngồi bì dùm em 16, 18 đi. Rồi màu xanh. Màu xanh 21. Màu xanh 18. Màu xanh 25. Chị Hanh Huỳnh lấy màu xanh. Ôi xa ơi. Quên nó đóng luôn cái đơn của chị Hiếu Duyên. Chị khỏi rồi. Rồi để 4 bao nữa quên. 25kg này chị Hanh Huỳnh lấy 25 không. Lấy màu xanh này không. Lên mũ xanh 25, mũ xanh 21 và mũ xanh 18 đổ về. Thế xanh 25. Xanh 25 từ đời chờ. Hồng Phụng chút rồi. Hồng Phụng lên xanh 25. Rồi còn xanh 18 và xanh 21. Còn xanh 18 và xanh 21. Còn xanh 18 và xanh 21. Rồi lại lên sau này. Lại lên sau này. Em để cho chị cái màu sáp. Bỏ chị Hoan Huỳnh đi. Quyết định. Quyết định đi lá màu nữa đi. Rồi còn 30. 24, 25. 21. Em chưa cho chị mang cái màu sáp. Màu xanh người ta chốt rồi mạng gì chậm quá. Không để chị ok nữa. Cái người ta chốt mất tiêu rồi. Lên mã mũ xám luôn dùng đi kèm sai. Mũ xám kèm sai luôn dùng đi. Để nào lấy mũ xám kèm sai lên luôn dùng đi nhé. Chốt lên mũ xám kèm sai. Nha. Từ 18 đến 30 ký có xong. 18 30 ký có xong.
đi vậy. Qua cho em mã Boris chứ đi. Hai đi mệt quá. Từ từ lấy cái chị ơi. Ủa? Từ, đứng đó. Chờ chị mấy xíu. Sám đủ size luôn cho chị Bibo. Vô đi Long. Dạ. Cho Bibo. Lên chi giờ chừng. Đấy. Vô trong. Cho Bibo đủ size chị. Lấy đồ à? Đây làm. 6 mét rồi nha. Còn sám nó đủ size cho Bibo. Ở đâu là? Bên em ở đâu? Em ở chỗ cô. Ở bên Sơn Trà luôn à. Sám hết rồi. Có đi gái xe to mấy ký á chị Mỹ Hạnh hồi. Mấy ký. Rồi cho em lên đít áo đang mang luôn. Đây. Về quê rồi. Về quê luôn rồi. Hết xe to. Về nội rồi, về nội với trừ rồi. Về định cư luôn rồi. Nhà răng hố. Khổ thiệt đấy. Cái này còn cái xe nhí nhí nè. Chị nào lấy cái này size 10, 12 kg nè. Bộ này đẹp nè. 85 nghìn. Rồi ok, lên cho em ít đồ gì lớn đi. Hai đồ má mệt lắm luôn. Không có gì thấy dư hết rồi. Nè. Lên mã này là mã mũ xanh. Chốt mã này là mũ xanh 85. Nha, 85. Mũ xanh 85, chị nào lấy mũ xanh 85, lấy mũ xanh 85. Rồi, quá ít đồ người lớn với chị em mà nó. Còn bộ này size 32 kg nè. Xanh cho chị, xanh cho Bibo lên chứ. Xanh 85 cho Bibo vậy. Rồi ok, mã áo vẫn đang mang, còn mấy cái thôi, lên nha. Lên xíu nha chị em mình nhé. Xanh 32, 165. Dạ. Bibo. 165 đúng không? 165. Xanh 12 kg hết rồi, còn xám á chị Thám ơi. À, đưa đi. Chị Thám lấy không? Còn một xám. Hết rồi chị Thúy Dương ơi. Ủa em mua cái này cho ai làm? Mua con gáo này cho ai con? Thấy? Cái này muốn mua cho mi chứ. Rồi nhá, lên luôn sơn mã gấu. Gấu này 14 đổ về. Mã này là mã 79k đúng không? 79k. Nha, lên mã LV 14 đổ về 79k. Rồi nhá, lên áo. Lên áo không đang mang. Áo không đang mang có từng này cả thôi. Dạ. Dạ. Cô. Gấu cho Hình Ngọc Gia Hân. Hình Ngọc Gia Hân. Cô ơi, chưa phân cô ơi. Chưa phân cô ơi. Còn trong này để gái con để con để cho chiều phân. Dạ. Bộ gấu đây bộ. Dạ. Nó 30 kg cô. 85. 30 kg kìa. Mấy tiền? 146. Hình Ngọc Gia Hân. Lấy Huy chị A xã lấy 100 thôi. Lấy 100 thôi. Ừ lấy. Thôi thôi. Đây là mấy? 85. 79. Đây trăm thôi. Đó. Ừ, cảm ơn em. Đi tìm đường cũng lạc nữa. Chứ bữa nó lên rồi phải mà. Không bữa mình vừa em chở. Vừa em vẫn chở. Em có bộ mua lớn 42, 42 mua hết rồi. Nó cũng bọn chở. Em về em chị. À. Chiều cũng phân thôi nha cô. Thế còn một bộ LV gấu, LV vàng không lên tạm cái mã này đã. Rồi mã nó tính sau nhé. Đây áo con đang mang nè. Áo con đang mang còn được từng này con. Một vàng, một trắng, một hồng, một nu đen.
49.000 con áo con đang mang. Con này quá đẹp vậy mà. Giãn nhiều nha. Con này giãn nhiều lắm. Dễ mà ha, 60 mà trẻ mình mang body được vẫn mang ok con này. Nha. 60kg nhưng mà trẻ mình thích mang body vẫn mang ok con này. Và nguyên đây luôn trẻ mình giá là 49k con. 49k con nhá, đây là trẻ mình tranh thủ nè. Rồi nhá, lên chung mã này là mã vàng. Vàng 49, trắng 49, hồng 49, nâu 49 và đen 49. Lên luôn dùng nguyên nhá. Đây, con áo con đang mang. Nãy giờ bao nhiêu chị hỏi giờ mới lên nè. Giờ mới lên được đây nè. Được chưa? 49.000 em. Hồng đậm đâu có. Hồng này chứ mùa hồng đậm có con hồng này chứ mấy. Nhá, có một con mùa hồng này chứ làm gì có hồng đậm. Lên mã áo quân đang mang 49.000 dòng body. Bộ LV 14kg hết rồi. LV hết rồi. Hai cái màu vàng màu hồng cho chị Phùng Thị Điểm. Vàng hồng Phùng Thị Điểm này. Vàng hồng Phùng Thị Điểm. Vàng trắng hồng. Hết rồi. Còn trắng lấy không? Vàng quân đang mang vàng trắng đi. Cho chị Ngọc Anh Trương, con quân đang mang để cho chị Ngọc Anh nhé. Ngọc Anh chứ không phải Ngọc Anh nhé. Ngọc Anh. Vàng hết nhé, còn nu còn đen. Còn nu còn đen. Còn nu còn đen. Đen cho Phạm Đông. Nu cho Phạm Đông. Nu Phạm Đông. Vàng hết nhé. Đen nu cho Phạm Đông. Nu cho Nguyệt Yến. Rồi ok, còn đen nữa là hết. Còn đen nữa là hết. 49.000 nha chị em mình ơi. Còn đen. Đen cho sái Gia Linh nữa là hết. Đen cái sái Gia Linh nữa là hết. Mã này tương tự Nguyên đang mang. Lên luôn dùng mã này mã viền. Vàng hết rồi chợ. Viền đen. Viền đen cái này tương tự Nguyên đang mang. Đẹp lắm chị em mình ơi. Này chị em mình nhìn giãn. Lên mã viền nu. À viền đen á. Viền đen. 49.000 viền đen lên luôn dùng Nguyên. Chốt lên mã viền đen 49 giúp Nguyên nhá. Viền đen 49 Nguyên có em. Chị nào lấy viền đen lên viền đen dùng Nguyên nè. Viền đen 49 hết nu rồi nhá. Ai lấy viền đen lên viền đen 49 ta. Nu hết nha. Nu hết. Rồi nhá, lên chung mã này là mã đỏ, lưới đỏ. Đẹp lắm. Body thế nhá. Lưới đỏ. Chút lên mã lưới đỏ. Viền đen cho chị Hồng Hoàng Phạm. Hồng Hoàng Phạm. Lên mã lưới đỏ 49k. Lưới đỏ 49k. Lên mã theo vàng 49 luôn. Lưới đỏ và theo vàng với giá 49k em nhá. Chị nào lấy lưới đỏ lên lưới đỏ và chị nào lấy theo vàng lên theo vàng. Nha. Mã đá cổ tiên. Lên mã đá kèm size. Viền đen hết rồi. Còn đỏ, lưới đỏ cho chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn. Lên mã này là mã theo vàng. Lên mã đá kèm màu. Theo vàng cho chị Anh Nguyễn. Theo vàng cho anh Nguyễn. Theo vàng cho anh Nguyễn. Không, chị Tố Quyên không được. Cái mã này sale nó luôn chị em mình là 39.000 đi. Mã này sale nó cho chị em mình 39.000. Lên mã đá luôn dùng Nguyên kèm mà 39.000 nát luôn. Sale cho nó gọn nhé. 49 chưa? 49 tuyên cái mã đá này thôi. Giảm nhiều mà chị, cái này mang ôm body ấy. Rồi nhá, lên mã đá kèm màu tặng 39 luôn. Dòng bao rip đến đá. Tặng 39.000 vàng. Đen, hồng, đỏ, trắng nha. Nu nha, lên luôn chung mã này là mã đá kèm màu luôn dùng 49 càng em nha. Lên mã đá kèm màu rồi cho em mã đi cho nó nha. Còn nào còn mã đá nữa không? Đá của chầu. Cho em mã theo trước ít. Lưới đỏ có còn không? Lưới đỏ hết rồi. Hết rồi nha. Đá vàng, đá nu cho anh Nguyễn. Vàng luôn, cái này 39 thôi nha. Cái này 39 thôi cho anh Nguyễn. Anh Nguyễn. Rồi cái này lại tẻ cho em đây cũng được. Khoan khoan, đá vàng, đá nâu cho hồng hồng. Đá vàng hết rồi. Đá nâu cũng hết rồi. Còn đen, trắng, đỏ, hồng nhá. Mã đá còn đen, trắng, đỏ, hồng. Lên mã tim xanh 49k tim xanh dùng Nguyễn. Lên mã tim xanh 49. Chốt dùng nguyên mã này là mã tim xanh 49 dùng Nguyễn. Tim xanh và 49.000. Ai lấy tim xanh lên tim xanh 49 nhá, toàn bộ hàng này là hàng theo hết này. Tim xanh 49. Bo rip hết nha, có con. Đá đen cho chị Hồng Hoàng Phạm. Hồng Hoàng Phạm, tim xanh. Tim xanh nhá. Cúc xanh luôn dùng nguyên, cúc xanh, cúc trắng, cúc hồng. Cúc xanh, cúc trắng, cúc hồng, cúc nu. Nha, lên mã cúc kèm màu. 49.000 toàn bộ là bo rip với chị em mình nhá. Toàn bộ bo rip hết. Nè, đẹp chưa? Theo nè. Lên mã này mã cúc kèm màu. Cúc nu, cúc hồng, cúc trắng, cúc xanh.
49.000 em, chị nào lấy cúc lên cúc luôn dùng nguyên nhé. Lên mã beo đi cho nó nhanh, chị em mình chốt được cái gì chốt bao đẹp luôn. Mà riêng dòng Paris kiểu bán chị em 49.000, không phát hơi bị tiếc. Rồi nhá, lên cho mã này mã beo hồng. Beo hồng luôn dùng nguyên nhé, 49.000 beo hồng. 49.000 beo hồng. Tim xanh dòng đây. Tim xanh à? Tim xanh. Tim xanh phùng thời điểm. Rồi ok. Nha, chị nào lấy mã cúc này cũng đẹp lắm nè. Cúc này đẹp nè, cúc xanh cho chị Văn Anh Nguyễn này. Văn Anh Nguyễn này khách mới hay cũ ta? Văn Anh Nguyễn lên lại thông tin cho em đi. Văn Anh Nguyễn này. Cúc hồng cho chị Hồng Hoàng Phạm. Hồng Hoàng Phạm. Lên mã cúc trắng dùng nguyên cúc nu cũng đẹp. Toàn bộ là Boris giảm nhiều chị em mình. Thậm chí là chị em mình để mang đều là 55 độ về. Chị em mình là 60, chị em mình nếu như mà hai mang ôm body thì chị em mình vẫn mang được, vì hàng giãn mà. Cúc này cho chị Hồng Hoàng Phạm. Hồng Hoàng Phạm còn cúc trắng nữa thôi. Cúc trắng cho Thị Tĩnh Hồ. Thị Tĩnh Hồ. Beo luôn dùng nguyên con. Cúc hồng cho chị Ngọc Anh chưa? Ngọc Anh nhé. Anh cho mẹ Oanh nhé. Rồi nhá, lên mã beo hồng luôn dùng nguyên. Beo hồng cho chị Phạm Đông. Beo hồng cho Phạm Đông. Rồi nha, lên chung mã này mã tim cam. Tim cam. Chốt tim cam dùng nguyên nhá. Lên tim cam giúp Nguyên. Tim cam luôn đây luôn, trẻ mình là 49.000 tim cam. Chị nào lấy tim cam luôn, tim cam. Tim cam 49. Ôi trời ơi, mã này đẹp. Tim cam 49.000 luôn chị em mình nhá. Rồi nhá, lên mã theo kèm màu. Theo kèm màu giúp Nguyên. Theo vàng, theo vàng đậm, vàng nhạt, theo bắp đại nhá. Theo vàng, theo hồng, theo trắng, theo đen, theo nu. Nu đậm, nu nhạt, 49.000 theo hết nha. Đẹp chưa? Theo giúp Nguyên nhá, 49.000 theo. Chị nào lấy theo 49 lên theo 49 luôn dùng Nguyên. Cây màu nha. Theo 49 phối tai này, chị em mình nhìn chắc này. 49 càng em nhá, lên mã theo vàng. Theo vàng, theo hồng này. Theo hồng, theo trắng này, theo đen. Theo nu này. Đấy, đẹp lắm. Theo nu này. 49.000 mà mua Boris này phát ngay và luôn. Theo vàng nhạt. Theo vàng cho hoa hồng Phạm. Hoa hồng Phạm. Hoa hoàng Phạm. Hồng hoàng Phạm. À, hồng hoàng Phạm. Lên luôn những mã này mã theo đẹp như vậy không ạ? Toàn Boris hết. Mà bán gì em mình con này? 49.000. Giá 49.000 ha. Ai chốt đây? Cái em mang hồi nãy ai cháu vậy? Thêm nu. Thêm nu cho Tố Quyên. Đây chị em mình nhìn cái mã theo. Nu còn không? Thêm nu. Thêm nu còn không? Nu. Nguyễn Thị Cẩm Anh nó có đơn chưa? Chưa. Có riêng đâu. Lấy thông tin cho em. Lấy thông tin nha. Lấy thông tin cho em nhé. Đẹp lắm chị em mình. Giãn này, chị em mình nhìn đồ giãn. Theo đủ màu. Theo đủ màu. Theo đủ màu. Theo nâu. Theo đủ màu. Nghe thì cái máy lấy thông tin nha, còn đâu okay. Hết cả. Đủ màu. Cái này cho chị Hiếu Dương. Hiếu Dương. À, theo nâu còn cái đang mang. Cái đang mang cho ai? Cho Ngọc Anh Trương. Ngọc Anh Trương hết theo. Cái này còn sót cái mã bé này. 79 ta luôn, cái này 40-45 ký vẫn mang được. Con này lên cho mã này mở mũ xanh. Mũ xanh 69 nha. À lộn 79.000. Mũ xanh 79, chị nào lấy mũ xanh 79 chút lên dùng đi. Mũ xanh 79. Mũ xanh 79. Cái này là chắc có tông tàu chéo. Và size 45 cái chị em vẫn mang được. Mũ xanh thì An Nhiên. An Nhiên. Mũ xanh cho An Nhiên. Ô nút này đẹp này. Khác, nút khác. Thôi kệ, nút na ná cái bóc đạ đi. Na ná giờ đi. Y văn mão ra nó lâu quá. Ôi 3 giờ à. Tôi like xíu nữa thôi chị em mình nhé. Like hết cái đống này thôi chị. Yeah. Lên mã này là mã nút kèm màu. Nút kèm màu nhé. Mũ em hết rồi. Nguyễn Thị Cẩm Anh đây thông tin nha.
ăn nguyên à. Đẹp chưa? Đây mã nút nha. Chút lên nút luôn dùng nguyên kèm màu. Nút nó na ná kiểu nha. Na ná kiểu nha. Lên mã nút kèm màu. Nút hồng, nút tím, nút nâu, nút trắng, nút vàng, nút cam. Đẹp lắm, nút xanh. iPhone Nguyên đang mang nhé. Nguyên đi luôn dễ mình là giá 49 dễ. Mình để cái dòng tiếp kiểu X ai bán 49 nghìn lắm nha. Chốt lên luôn dùng nguyên mã nút kèm màu 49 càng em nhé. Xanh, vàng, trắng, hồng, vàng cho Loan Nguyễn. Vàng Loan Nguyễn 49 nghìn em nha. Hồng nu. Ai lấy lên nhanh tay nha. Được chưa? Chị nào lấy nút lên nút kèm màu. Đủ đủ màu rồi. Cho Hiếu Dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai mặc hết rồi nha. Ai đang mặc chốt rồi. Nút đen cho tiết tràn. Hiếu Dương đen hết rồi. Đen hết rồi tiết tràn nha. Cam bỏ lại, cam bỏ lại. Cam bỏ lại. Xanh cho Tố Quyên. Xanh cho Tố Quyên hết xanh. Tố Quyên hết xanh. Đen hết. Vàng. Vàng cho Tố Quyên. Vàng Tố Quyên. Vàng Tố Quyên. Hồng cho Văn Anh Nguyễn. Hồng cho Văn Anh Nguyễn. Văn Anh Nguyễn. Có nu cho chị Phan Văn. Nu cho Phan Văn. Rồi ok. Còn từng này mã nút. Đây 49.000 tranh thủ mà phát chị em mình. 49.000 nhá, tranh thủ mà phát đi. Nút cam, nút vàng. Nút vàng em hết rồi. Còn nút trắng này, nút cam. Đây từng này mà ai lấy gì lấy này. Cam này, nu này, hồng này, trắng này, cam, đẹp lắm. Qua nhá, ai chưa có thì lên nha. Qua nha. Ui, bây giờ đi thử cái mã này trời. Mã này đẹp lắm này. Cái áo này, áo vàng này là ai hàng? Ui, đây mã này là mã kiểu kèm màu. Rồi đi thử cái mã này đi. Mã này đi, mã này nó xinh lắm chị em mình đâu. Không ngâm màu vàng đấy, áo sao lên màu vàng đấy. Được. Không nhạt, không đậm. Hai bộ hai màu đó cái nó ai chốt rồi đó sao lâu nó ai chốt rồi chim đi vệ sinh rồi ra nhưng mà xúc được cái gì cho ta. Ôi cái này đẹp nè. Sao Ngọc Anh nè? Đẹp không? Không có. Nu kìa. Nu cho chị Ngọc Anh Trương sao nha. Nam Hòa nè. Nút trắng cho Minh Hạnh. Trắng cho Minh Hạnh. Rồi lên luôn chung mã này mã kiểu. Lên mã kiểu luôn dùng nguyên. Đẹp quá, con này đẹp nè. Lên mã kiểu kèm màu. Kiểu kèm màu nhé. Kiểu kèm màu. Ba cái ba màu thì. Phùng phùng ba cái ba màu thì. Đại, đẹp lắm. Ba cái ba màu. Ba cái ba màu. Rồi kiểu đấy hồng, nhờ. Kiểu vàng 49.000. Kiểu vàng, kiểu hồng, kiểu nâu. Nhá. Phương Lan luôn chị em mình là 49 càng con. Nên chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Giãn bao sướng luôn. Nha chị nào lấy mã này lên mã kiểu kèm màu luôn dùng đi. Kiểu kèm màu. Màu vàng, màu nu. Nu, màu hồng. Chờ em nói nè, cái này á phone của nó là phone dạng mang ôm body á, mang ôm vô trong người và nó giãn. Kiểu đen đâu còn, kiểu đen hết rồi chứ. Nên là chị em mình 55 đổ về là mang đẹp, nhưng mà chị em mình với chị em mình 60 rồi chị em mình mang body được. Vẫn mang được. Hồi nãy giờ nói bao nhiêu lần. Thế chị em mình nhìn cái phone mang biết nè. Vàng trai bên này. Thánh Linh đi coi nè, và hơn từ. Vàng cho Nguyệt Yến. Đủ màu cho, đâu còn đủ màu đâu. Hiếu Dương. Hiếu Dương, rồi còn cái màu hồng.
Hồng cho Đặng Hải Văn nữa là hết. Hồng Đặng Hải Văn nữa là hết. Cái này còn một cái một kiểu nữa. Gió lại mua đó. Được. Hết mã kiểu nhé. Lên tim, tim vàng và tim đen. Tim vàng và tim đen còn 2 kiểu hết rồi. Tim vàng và tim đen còn 2 như vậy mà nó cũng 9.000. Nha chị nào lấy mã tim lên tim luôn dùng đi. Còn 2 con tim thôi. Còn một em tim vàng và một em đỏ nào, đỏ này đúng không? Cho Hồng Phụng. Hồng Phụng. Rồi nhá, lên mã theo Hồng. Tim vàng, quên lộn, tim xanh và tim đen. Lẹo miệng. Tim xanh và tim đen. Nào, lên mã theo Hồng có 1 cái. Theo Hồng có 1 em xanh ngọc cho Diễm Nguyễn. Tim xanh ngọc cho Diễm Nguyễn 49.000. Rồi nhá, lên chung mã theo Hồng. Theo Hồng. Chéo Hồng. Xanh, đen. Đen thôi, đen cho Hồng Phụng, hết xanh. Đen cho Hồng Phụng, hết xanh. Ok, Hiếu Dương. Lên mã này là mã chéo. Chéo lần sau, 49.000. Tim xanh hết. Chéo này, theo này. Và neo Hồng. Chéo, theo và neo Hồng. Cái Duyên con đang mang. Chéo, theo và neo Hồng. 49 càng em. Hết tim xanh, đẹp lắm. Con này tay bồng bồng. Đấy, còn 3 con một Hồng. Chị nào lấy Hồng lên Hồng luôn dùm đi nha. Rồi cho em mã này kìa. Mã đá này. Đá này. Hết rồi chị. Muốn nói thật sự con nào cũng đẹp hết ý. Về làm biến giờ làm biến đi thai nè. Xinh chưa? Lên mã nhúng này cần đi thai nữa không chị em mà nói. Có từng này con chắc là không cần đi thai. Lên mã nhúng. Chéo thì tỉnh hồ. Chéo thì tỉnh hồ. Cái này đẹp lắm nè. Lên mã này là mã nhúng. Cái này lên là chị em mà lại chốt hết. Nhúng luôn dùng nguyên nhá. Này chị em mà nhìn dạng. Bao rít hết nha chị em mà nói. Lên mã nhúng kèm màng. Thế. Mũ vàng à. Rồi, ok để đem lên. Nhúng vàng cho Như Hà. Nhúng cam. Nhúng đen. Nhúng hồng. Nhá. Được còn được từng này con nhúng với giá 49.000. Chị nào lấy nhúng lên nhúng không dùng nha. Nhúng. Neo hồng cho Mai Tuyết. Neo hồng cho Mai Tuyết. Ok nè. Neo hồng cho Mai Tuyết giá 49k em. Mai Tuyết này sao. Mai Tuyết này. Rồi còn theo. Nhúng vàng. Nhúng vàng hết rồi. Nhúng vàng hết. Nhúng đủ màu cho Hiếu Dương. Nhúng đủ màu cho Hiếu Dương. Còn mỗi con nhúng đen. Hiếu Dương. Hiếu Dương này sao. Hiếu Dương 3 này. Nhúng đen cho Tiếp Trần. Tiếp Trần. Tiếp Trần. Thế bỏ ra con nhúng cam của Hiếu Dương ta. Còn nhúng cam. Còn một nhúng cam. Rồi nhá, lên mã theo hồng. Lên mã theo hồng giúp Nguyên. Chị nào lấy theo hồng. Lên theo hồng giúp Nguyên. Lên mã chữ kèm màu. Còn một mã nhúng cam. Mà đang cái màu cam lại không lấy. Đi thử cái màu cam. À nhưng mà mã này hết rồi. Hết nhúng vàng còn nhúng cam. Màu cam đang đẹp mà. Xin không? Nhưng mà hết rồi. Hết rồi. Rồi nhá, lên mã chữ kèm màu. Chữ kèm màu này có 4 cái đó. Nha, chữ vàng. Cái này là tay bồng. Chữ vàng, chữ xanh, chữ hồng, tay bồng nhá. Lên mã chữ kèm màu. Tay của nó tay bồng này. Hả? Lên lưu dưỡng mã này là mã dặn tay của nó là tay bồng. Hồng cho Khánh Chi. Hồng cho Khánh Chi. Rồi nha, lên lưu dưỡng mã này là mã chữ kèm màu. Hả? Chữ xanh cho Hiếu Dương. À theo Hồng à. Bỏ Khánh Chi bỏ qua. Theo Hồng là đổi cái này nè ba. Theo Hồng là cái này. Rồi nha, lên chung mã chữ kèm màu. Chữ vàng, chữ hồng. Chữ vàng, chữ hồng, chữ xanh. Rồi cho em lên mã đá này các chị. Đá kèm màu. Đá. Cho rút cho em một thử. Đá vàng, đá xanh có cái. Đá đỏ, đá nu, chữ đá đen, đá hồng, không? Đá trắng. Chữ đó, cái này là cái mã nó là chữ. Lên đá 49k kèm màu. Nhúng cam cho Khánh Chi. Nhúng cam Khánh Chi. Chữ xanh hết, nguyên còn chữ vàng. Còn chữ vàng và chữ hồng thôi. 49.000. Còn chữ hồng, chữ vàng, chị nào lấy chữ lên chữ giúp Nguyên nhé. Còn chữ hồng và chữ vàng, ai lấy chữ lên chữ. Rồi nhá, lên chung mã này là mã đá kèm màu, đá đẹp. 49.000 đá.
49.000 đá, chị nào lấy đá lên đá luôn, dùng nguyên tay mít lưới sơ lưới nhện. 49.000 đá, chị nào lấy đá kèm màu, đá nu, đá hồng, đá đỏ, đá vàng, đá trắng. Rồi ok, chị nào lấy đá lên đá giúp Quyên nhá. Giá lên cho em là 49.000 đá. Ai lấy đá lên đá rồi cho em mã cuối cùng xong luôn nè. Có còn nè, cái này còn hai con. Chúng cam làm gì còn? Sai như chị mang làm gì còn? Xanh cho Hùng Phụng, đỏ cho Hùng Phụng. Từ từ. Xanh đỏ cho Hùng Phụng. Xanh đỏ cho Hùng Phụng. Đá đủ màu cho Hiếu Dương giùm em chị. Đá đủ màu cho Hiếu Dương đó. Hết đá xanh nhé. Đủ màu cho Hiếu Dương giùm em. Đá đủ màu. Mỗi màu một con. 49 ta, mỗi màu con cho Hiếu Dương giùm em. Rồi ok. Mã này thứ có con, lên mã số 2 kèm màu. Số 2 nu, số 2 hồng 49. 2 nu và 2 hồng 49 chút Nguyên nhé. 2 nu và 2 hồng. Hiếu Dương hả? Hiếu Dương. Số 2 dùng Nguyên nhắn có 2 con thôi. Lên mã 2 nu và 2 hồng 49 càng em nhé. Ai lấy mã số 2, lên mã số 2 dùng Nguyên. 49.000 một em. Nha, lên mã số 2. Cái là Hiếu Dương, đơn của chị quên mất. Lên mã số 2 còn 2 con, chị nào. Đá nu cho Hoa Thi dùng Nguyên. Đá nu cho Hoa Thi. Đá xanh Nguyên hết. Đá nu này. Đá nu này cho Hoa Thi. Lên mã số 2 kèm màu hồng và màu xanh. Lên mã này là mã nút. Nút này tay của nó là tay lưới, nút 49.000 luôn, nút hồng 49. Ai lấy nút hồng 49 lên luôn dùng đi. Chào chị. Tập này. Tập này. Lên mã theo chữ kèm màu. Chữ theo kèm màu. Chữ theo kèm màu. Hai con. Hai con. Nu, nu cho chị Hoa Thi trước rồi. Nô Hoa Thi còn Hiếu Dương, còn Hiếu Dương nút cho Minh Duyên, nút cho Minh Duyên giùm em chị, nút cho Minh Duyên 49.000. Rồi lên số mã theo, theo nhá, kèm màu đẹp lắm. Minh Duyên, Minh Duyên cả hồi nãy có nu, nu nó nu đá khó kìa. Hoa Thi nu đá đó, nu Hoa Thi là nu đá, còn đó là số 2. Nút hồng hết nhá. Rồi nha, lên mã theo kèm màu. Cứ hết cái màu vàng là ưa màu vàng. Lên mã theo kèm màu. Lên theo kèm màu nhé. Chữ theo kèm màu 49 càng em. Theo xanh cho chị Ngọc Anh Trương. Em đẹp lắm. Ngọc Anh Trương. Ngọc Anh Trương. Rồi nhá. Lên theo dùng nguyên kèm màu luôn dùng nguyên. Theo hồng, theo vàng, theo nu hết rồi, áo đang mang hết rồi, áo đang mang hết sẵn sàng là hết chốt luôn rồi. Theo hồng cho Minh Duyên, theo hồng Minh Duyên, theo vàng, theo nu, theo đỏ, theo đen, theo trắng, mã theo là đẹp này, cổ của nó là cổ mix viền thêm là đẹp lắm. Lên mã theo kèm màu em dùng đi nhé, giá hơn 49.000 em, đẹp lắm. Bây giờ em lại đi thử chứ, hết like rồi lại đi thử, con này rất là đẹp nha, con này chị em mình không mua hơi tiếc. Cho mã theo kèm màu luôn dùng đi. Cái gì chị? Theo kèm màu. Rồi cho em lên nó cái mã 4 cái áo phao lẻ nó, rồi cho em 4 áo phao lẻ với lại mấy cái con. Cái con bao biết luôn. À mấy con áo mũ này. Theo xanh nu. Theo nu thôi hết theo xanh. Theo nu thôi hết theo xanh. 4 cái mũ này. Lên mã số 3 kèm màu. Theo vàng. Theo vàng. Theo vàng cho Mai Tuyết. Theo vàng Mai Tuyết, đen luôn cho Hiếu Dương, đen cho Hiếu Dương, đen cho Hiếu Dương. Rồi nhá, lên mã số 3, đen cho chị Thị Tĩnh Võ. À hết đen là chị Thị Tĩnh Võ ơi. Còn trắng, còn nu, còn đỏ chọn lại màu giùm em. Hey, hết đen rồi. Lên mã này mã số 3 giùm em. Comment lên 3 giùm Nguyên nhé, kèm màu. Số 3 kèm màu giúp Nguyên nhé. Theo trắng cho chị Hoa Thi, trắng cho Hoa Thi, trắng Hoa Thi. Lên mã số 3 kèm màu giùm Nguyên nhé chị em mình đó. Nha, chúc 3 kèm màu. Con này xinh. Con này xinh nè. Theo hồng. Theo hồng hết rồi, còn theo trắng, theo nu và theo đỏ. Còn được 3 màu, từ này con nói hết rồi. Cái này mà không chốt nữa, cái Nguyên mang vô cái hỏi áo ông đang mang tay bồng. Số 3 xanh cho Hiếu Dương. Theo đen hết rồi. Số 3 trắng và 3 đỏ. Lên mã 3 trắng và 3 đỏ luôn dùng nha. 49.000 em. Xong. Theo hết đỏ, hết đen rồi. Theo còn trắng, còn nu, còn đỏ, còn 3 màu nữa thôi. Chị nào lấy mã theo lên theo luôn dùng Nguyên. Rồi nhá, lên cho mã mũ bé. Cái này còn được từng này con với giá là 79 con. 79 càng con.
size 16, cái này từ size 16. Mười sáu đến 35. Ba trắng cho mèo con. Mèo con. Rồi nhá. Đây luôn cho em mình mã này, từ 16 đến 35. 16. Gì vậy? Cái này đang Huyền ghi 16. Ủa? Đang ghi 16 ký vô. Chí vô. Ba xanh hết rồi. Còn ba đỏ thôi. Con này 22 ký. Lên mã mũ vàng 22 ký. Mũ vàng 22. Chị nào lấy mã mũ vàng 22 79k. Mũ vàng phê 37 79k. Mũ vàng 79k. Cái này là 37 này là 36. Ok vẫn ngồi bị. Cái này 32 ký. 32 28. 32 28. 35. 25 ký. Lên mã mũ vàng 79k kèm size với 4 con áo phao nữa cho em lên nắp nữa xong luôn. Mũ vàng 27 và 37. 27 có, 27 có, 27 có. 27 đây nè. 27 cho Kim Loan. 27 cho Kim Loan. 4 con áo phao này bán tặng hết. Size này cho tầm gái nhà mình. Cái này gì? Con gì cỡ con ạch là mang đẹp nè. 15 đổ về. Ạch nè, ạch mấy cái đây? Cái hơi rộng xin. Này luôn đây. Hey. Đạn giúp đây. Còn bộ cái này phao siêu nhẹ nhé. 35 cho chị Nam Anh. Lấy cái con hồi nãy bỏ xuống qua lòng 37 cho Nam Anh. Nam Anh. À Nam Hòa. Nam Hòa. Nam Hòa, Nam Hòa. Phao này phao siêu nhẹ. Vàng 32. Vàng 32 cho chị Văn Anh Nguyễn. Văn Anh Nguyễn. Văn Anh Nguyễn. Chiều trong trần áo mũ có 25 đến 25 đây. 25 đây. 25 lấy không? Phát đi. 25 với 30, 32 nữa là hết. 35 năm hòa có rồi. Cái này bán tặng luôn trẻ mình con này luôn. Ba, một con màu tím. Size 15 đổ về. Size 15 đổ về phao siêu nhẹ trẻ mình đó. Tặng nó nhé. Con này giá tặng 15 đổ về, 15 16 là được. 15 16 là được. Nha, lên luôn chung mã này mã phao siêu nhẹ đi luôn trẻ mình con này luôn. Giá 85.000 luôn. Có ba con màu vàng, một con màu tím là hết. Ba vàng và một tím là hết. Không, giờ không còn áo phân phủ mông. Cái này vẫn còn ba cái màu vàng, một con màu tím, phát luôn trẻ mình giá 85.000. Phao này là phao siêu nhẹ nhé. Ba vàng tím. Ok, 25 cho chị Diệu Cam Trần. Diệu Cam Trần. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên mã này. Trời ơi, giờ mua con phao siêu nhẹ nó rẻ hơn con áo phong thường. Mạng bán như vậy mình giá 85.000, sợ chưa? Size 15 đổ về thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã siêu nhẹ vàng và siêu nhẹ tiếp. Nhớ luôn dùng nguyên là 15 đổ về. Bên đây chị em mình 85.000. Xong, ngưng like nha chị em mình nhé. Ngưng like nha. Cái này nãy quê hề. Cái ổ mạc đà tiền ổ bò. Ngưng like chị em mình nhé. Like nhoa.